Phép thờ thầy tức là cái người học đạo
thì trước tiên phải có người hướng dẫn, mà hướng dẫn đó là bậc thầy của mình, thì mình phải kính quý cái người hướng dẫn mình như thế nào để cho xứng với cái công mà người hướng dẫn mình đã chịu khó, chịu khổ và chỉ dạy hướng dẫn mình tu đến nơi đến chốn. Cho nên công đó nó cũng tương tự như công sanh thành của cha mẹ. Vì vậy mà phải biết cách quý trọng cung kính thầy, tại đó là phép thờ thầy, là trình bày việc dạy dỗ theo khuôn phép, tức là mình tu không phải là nói chỉ giúp học đạo, chỉ giúp tu thôi, mà tu còn phải có cái phương hướng, có cách thức, nói gần hơn là phải có một thái độ, một tư cách của người tu, chứ không phải nói tu là làm gì thì làm, tự do, tự ý, mà phải có khuôn phép, đúng theo luật lệ. Vì vậy mà phải sống có cái khuôn phép để cho đúng tư cách người tu. Rồi kế đó là dạy mình phải trừ bỏ ý kiêu sa. Kiêu sa tức là kiêu căng, ngạo mạn và xa xỉ, tức là tiêu phí, không có chừng mực, không có điều độ. Mình phải bỏ cái ý kiêu căng rồi xa xỉ để cho tâm mình nó được thấp, được nhẹ nhàng và nó không có những cái phí tổn vô ích đối với cái sự sống của mình. Đó là trừ bỏ ý kiêu sa để dừng vọng tâm quấy động, thì được những cái điều kiện trên, tức là trước lập chí cho vững, rồi hướng với đạo lúc nào cũng thành kính tôn thờ, kế đó là thờ thầy, sau đó là giữ khuôn phép, rồi trừ bỏ ý kiêu sa, thì như vậy mới có thể mong dừng được vọng tâm nó đang quấy động. Đó là ba những cái phần căn bản ở bên ngoài. Bây giờ cái phần căn bản ở bên trong. Rồi tiếp là làm sạch ba nghiệp, sạch ba nghiệp, kiểm trách kỹ càng, tức là luôn luôn kiểm tra trách cứ những cái gì dở, cái gì thiếu của mình, phải răn dè, phải nhắc nhở, đừng để cho nó đi lệch, đi xa. Răn giữ thân khẩu ý, tức là luôn luôn giữ ba nghiệp thân khẩu ý cho trong sạch, khiến cho cái lỗi khô chẳng sanh, mới hay điều phục được thân tâm vậy. Đó. Cái người nào mà khéo giữ thân khẩu ý được yên tĩnh trong sạch thì người đó không có những tội lỗi lớn. Mình nhờ vậy cho nên điều phục tâm rất dễ dàng. Thì nói tóm lại cái đoạn này, ngài dạy rằng người muốn tu thiền mà chẳng những tu thiền mà tu các pháp giải thoát của Phật dạy, thì điều trước hết là phải lập chí cho vững, rồi kính trọng thầy, rồi giữ đúng khuôn phép của người tu và bỏ trừ những cái ý kiêu sa. Đó là cái phần bên ngoài. Và phần bên trong về bản thân, hãy giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý cho trong sạch, thì như vậy bắt đầu điều phục cái thân mình nó mới có kết quả tốt. Thế nếu tu mà thiếu những điều kiện này thì điều phục khó mà thành công. Đó là cái lời dẫn chỉ cho chúng ta chuẩn bị tiến vào đạo, chuẩn bị chăn trâu. Đây là nói lý do. Nguyên bởi trên tâm không có vọng, trí tánh sáng sẵn sáng ngời, trong lặng nhiệm màu không xen tạp, nhưng do vọng chợt khởi hoặc đó liền mê mờ, đánh mất tánh tinh nguyên. Cái trong lặng bị dính khàn,
mà phát ra cái biến nên chuyển trí thành thức. Vọng tâm ở trong thân gọi là thức. Tâm vốn không biết do thức nên biết. Tánh vốn không sanh do thức nên sanh. Hạt giống sanh thân nảy mầm từ đó, rồi nở hoa hữu lậu kết trái sanh tử. Người hiện nay vọng nhận trong tất vuông chủ tịch tâm tâm có vật sáng rỡ bên thân, chủ tịch chiêu chiêu linh linh hồn nhiên cùng các vật đồng một thể, liền cho là nguyên thần ở đấy. Đâu chẳng biết đây tức là thức thần tự tử sanh sanh, là chủng tử luân hồi kiếp kiếp. Nên hòa thượng Cảnh Sầm nói: người nay học đạo chẳng tỏ chân, chỉ vì từ trước nhận thức thần vô lượng kiếp rồi gốc sanh tử, kẻ si gọi đó bổn lai nhân. Cái đoạn này là cái đoạn này chỉ thẳng cho chúng ta biết cái gốc của sự tu. Bởi vì nơi mỗi người chúng ta đều có sẵn chân tâm. Là chân tâm thì tự nó không có vọng. Cho nên cái trí, cái chân tâm đó đứng về mặt sáng suốt của nó thì gọi là trí tánh. Nó là sáng ngời, sẵn sàng, ngời sáng, không có lúc nào mờ tối. Từ trong chỗ lặng nhiễm màu không xen tạp, trong lặng nhiễm màu không xen tạp. Như vậy thì diễn tả cho chúng ta biết nơi mọi người chúng ta ai cũng sẵn có cái chân tâm, mà chân tâm đó là cái tánh giác sáng ngời. Nó trong trẻo, lặng lẽ mà nhiễm màu không có cái gì xen tạp hết. Nó trong lặng sáng suốt, đó là cái thể chân tâm của mỗi người. Nhưng do vọng chợt khởi hoặc đó liền mê mờ, đánh mất cái tinh nguyên của mình. Cái tinh nguyên nghĩa là cái lỗi ban đầu từ cái thể tánh trong ngợp sáng rạng ngời đó, bỗng dưng một niệm khởi. Từ có cái niệm vọng khởi rồi thì liền quên mất cái tánh sáng nó đi, cho nên đánh mất cái tánh tình nguyên của nó. Nó là trong sáng sẵn sàng đó. Cái trong lặng bị dính khăn mà phát ra cái biết, cái trong lặng sáng suốt đó, rồi từ nó dính với cái niệm khởi mà thành ra có cái biết. Cái biết đây là cái phân biệt. Nên chuyển trí thành thức. Cái tánh sáng sẵn ở trong cái tinh nguyên đó thì gọi là trí, mà cái khởi phân biệt gọi là thức. Thì cái thức sở dĩ nó có là vì cái tinh nguyên đó nó bị giấy niệm rồi làm mê mờ, bị dính khăn với ngoại cảnh, từ đó sanh ra cái vọng thức. Như vậy thì từ trí mà biến thành thức. Ở đây thì giống như trong kinh Lăng Già định nghĩa thế nào là thức. Thức là cái phân biệt sinh diệt, trí là cái sáng suốt không có sinh diệt. Như vậy cái trí ở đây là trí tánh, cái thức đây là cái thức tình phân biệt. Như vậy thì từ trí mà nó biến thành thức. Cho nên ấy, vọng tâm ở trong thân gọi là thức. Cái vọng tâm ở trong thân thì gọi là thức. Tâm vốn không biết do thức nên biết. Nhưng tâm nó chỉ là trong, là sáng, chứ nó không có phân biệt.
Nhưng vì có cái vọng khởi cho nên nó biến thành thức. Và thành thức thì nó có cái phân biệt. Phân biệt cho nên chúng ta gọi là biết. Tánh vốn không sanh, do thức nên sanh. Cái tánh giác hay là cái kiến tánh nó sáng suốt, nó là không sanh không diệt. Nhưng bây giờ giấy động thành thức rồi, cho nên nó có sanh, nó có diệt. Hạt giống sanh thân nảy mầm từ đó, nghĩa là từ có cái điện thức nó phân biệt rồi, thì đó là cái hạt giống để sanh ra cái thân này. Như vậy thì từ có cái vọng thức là cái nhân để sinh tử, rồi nở qua hữu lậu kết trái sanh tử. Nở qua hữu lậu tức là nó nở cái hoa trong sanh diệt. Hữu lậu tức là sanh diệt, rồi kết cái quả là sanh tử. Như vậy thì nói đơn giản hơn, tất cả cái gốc sanh tử là từ vọng thức mà ra, chứ không có gì khác hết. Vọng thức nó là cái nhân để tạo cái nghiệp sinh tử. Vì vậy mà ngày nay chúng ta tu cốt làm sao lắng, dừng lắng sạch cái vọng thức thì cái nghiệp sinh tử theo đó mà nó dừng. Và nếu không có dừng, không có lắng được thì cái nghiệp sinh tử nó cứ liên tục không ngừng. Người hiện nay vọng nhận trong tất vuông, tức là trong cái tâm mình, cái tim có bậc sáng rỡ hưng thông, hồn nhiên cùng các bậc đồng một thể, dừng cho bậc nguyên thần ở đấy. Nghĩa là người thời nay tu, nhất là tập tu thiền, rồi chúng ta thấy ngồi yên có cái tâm nó sáng, nhưng mà nó chỉ là ở trong thân. Cái tâm đó mình cho đó là cái tâm thể, nhưng sự thật cái đó nó là cái nguyên thần chứ chưa phải là cái tâm thể. Bởi vì cái tâm thể là cái tâm nó không giới hạn trong cái thân này, mà nó cũng không giới hạn ở trong một hoàn cảnh nào hết. Nó là trùm khắp, cho nên chúng ta chỉ thấy cái yên tĩnh ở trong, tưởng là đã đến nơi, đó là sai. Cái yên tĩnh ở trong chỉ là một cái bước đầu. Nếu nói là Kinh Lăng Nghiêm thì đó chẳng qua là cái mặt trăng thứ hai, chứ chưa phải là mặt trăng thật. Nếu nhận lầm nó thì đó là cái sai. Đâu chẳng biết đây tức là thức thành tử tử sanh sanh, là chủng tử luân hồi kiếp kiếp. Bởi vì đó nó còn là cái thức thân biệt, chứ chưa phải là cái tâm trong sáng thanh tịnh. Vì vậy mà nó là cái nhân của sanh tử luân hồi đó. Rồi mới dẫn cái bài kệ của ngài Trường Sa Cảnh Sầm nói: người nay học đạo chẳng tỏ chân, tức là không thấu suốt được cái chân tâm, chỉ vì trước nhận, chỉ vì từ trước nhận thức thần đó, nhận được thức thần tức là cái mà hơi đi đi bên trong đó, học tâm mình vô lượng kiếp rồi gấp sinh tử, kẻ suy gọi đó một la nhân. Cái người siêu mê cho đó là cái người xưa nay, sự thật không phải là những người xưa nay. Thì như vậy tóm lại cái đoạn này, ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết mỗi người ai ai cũng có cái chân tâm trong sáng lặng lẽ thanh tịnh, ai cũng sẵn hết chứ không riêng người nào. Nhưng mà từ cái chân tâm thanh tịnh đó vừa giấy niệm khởi, cho nên nó dính khẳng với cái vọng trần, từ đó mà có cái phân biệt gọi là thức. Nhưng mà cái biết phân biệt thì gọi là thức,
mà từ thức rồi mới dẫn đi tạo nghiệp, rồi nó liên kết vô số lần sanh tử, tử sanh. Vì vậy mà gọi là luân hồi muôn kiếp. Giờ đây chúng ta muốn tu, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì chúng ta phải lắng, phải lặng cái nhận thức đang liên kết với cái ngoại duyên đó, cho nó dừng lại, nó yên xuống. Từ nó dừng, nó yên thì mới trở lại cái gốc của chân tâm. Mà trở lại được cấp chân tâm thì cái dòng sanh tử ngang đó mới dừng. Và bảo chúng ta đừng làm nơi mình, nơi tâm mình có cái cũng sáng, cũng linh thông, nhưng mà cái sáng linh thông đó nó chỉ ở bên trong thì cái đó chưa phải là cái chân tâm. Nếu nhận lầm là chân tâm thì đó là cũng nhận cái thành thức rồi, cũng còn ở trong sinh tử chưa có hết. Đó là cái lối chỉ dẫn tường tận của Ngài cho chúng ta thấy như trên đường tu. Nghĩa là mình có sẵn cái gốc rồi, mà bởi vì do vọng thức mà nó tạo nên cái dòng luân hồi sinh tử. Bây giờ kéo dừng cái vọng thức lại để trở về cái gốc đó thì thoát ly sinh tử chứ không có gì lạ. Than ôi, người đời đem kẻ tớ cho là chủ mà không hay biết, nhận giặc làm con mà chẳng thức tỉnh. Do đó Thế Tôn dạy người trước đoạn giết cội gốc vô tỷ luân hồi. Cội gốc này đã đoạn giết thì các thức không chỗ nương, trả lại cho bản thể thường sáng tỏ từ vỡ ban đầu của ta. Thế nhưng đạo lớn thì mênh mông, phải tùy theo chỗ mà ra tay mới biết. Muốn sửa vạt áo cho ngay bằng, hẳn phải kéo cổ áo lên. Muốn sửa lưới cho thẳng, cầm lôi diệt lưới lên. Cầm lôi diệt lưới lên, cái kia là kéo cổ áo, cái này lôi diệt lưới. Đây là cái lời nhắc nhở để dạy chúng ta tu. Chúng ta phải tu như thế nào? Bởi vì lâu nay chúng ta lầm nhận kẻ tớ cho là chủ hay là nhận giặc cho là con. Đó. Bây giờ tất cả chúng ta có nhận tớ làm chủ, nhận giặc làm con không? Như nãy giờ nói, quý vị đã nghe, nơi mình có cái tâm chân thật, tâm sáng, thanh tịnh, không có tình dễ động, đó là chân tâm. Rồi từ cái vọng thức dễ lên, cho nên duyên với ngoại trần, nó kết thành cái nghiệp, rồi tạo ra bao cái kiếp luân hồi sinh tử liên tục. Thì như vậy cái chân tâm và cái vọng thức hiện giờ hiện giờ hai cái đó chúng ta đang nhận cái nào là mình? Nhận chân tâm là mình hay là nhận vọng thức là mình? Chắc trăm người như một, cứ nghĩ cái mình đang khôn, mình đang lanh lợi, cái đó là mình, phải không? Còn cái chân tâm trong sáng mà không dí động thì không bao giờ mình nhận. Chính cái chỗ đó là chỗ mà chúng ta nhận giặc làm con.
Như bây giờ tất cả quý vị thấy, nếu quý vị ngồi lại chơi ở dưới cội cây trên tảng đá, lúc đó bất thành, không có nghĩ suy, không có phân biệt gì hết, thì lúc đó quý vị thấy có mình không? Khi mình không nghĩ suy, không phân biệt, mình tưởng mình mất mình, phải không? Thì nhớ cái gì đó, nghĩ cái gì đó, nó à, mình đây, mình không có mất. Như vậy thì nhớ lại cái nghĩ, nhớ lại cái suy tính, thì gọi đó là mình hiểu biết. Còn mất cái suy nghĩ, mất cái suy tính, thì lại nó không có. Như vậy thì cái suy nghĩ tính toán đó là chủ hay là tớ? Chủ hay là tớ? Mà tớ sẽ nói là mình. Quên đó cái gì? Nó mà dán mặt ở đây nhưng mất mình. Còn cái hằng sáng, tai nghe tiếng, mắt thấy hình dáng, da nghe xúc chạm, gió mát vân vân, nó hiện tiền đó mà không nhớ. Mình chỉ nhớ có cái nghĩ suy thôi. Có nghĩ suy thì gọi là có mình, quên nghĩ suy gọi là mất mình. Như vậy thì rõ ràng chúng ta nhận tớ là chủ, nhận giặc là con. Mà đã là nhận giặc là con thì sự nghiệp của đời mình sao? Chắc là không còn gì hết, phải tan nát, phải không? Ai mà nhận giặc là con thì sự nghiệp đời mình là tan nát. Tan nát không biết chừng nào mà dừng được. Bởi vậy cho nên chúng ta tu là phải sáng suốt, giặc biết là giặc, để nhận ra ông chủ, hay là nhận ra con thật, tớ biết là tớ, để nhận ra ông chủ đừng có lầm. Thì như vậy đó là chúng ta giác. Còn nếu nhận giặc là con, nhận tớ là chủ, đó là chúng ta mê. Thì hiện giờ cái mê, cái giác nó đã sẵn ở tất cả chúng ta, nhưng mà chúng ta thích thế nào hơn? Thích cái mê và thích cái giác? Thường thường suy nghĩ nó mới vui, không suy nghĩ thì buồn, thấy không? Ngồi không có nghĩ gì hết, thấy buồn quá. Bởi vì nên rồi muốn có suy nghĩ, thả cho nó chạy đồng non gấp núi hay là thằng này thị kia dạo khắp hết thì vui, ngồi quên giờ. Còn ngồi mà đời không cho nó nghĩ gì hết, sao thấy dài quá, sao mình dài không thấm, phải không? Thì đó là để thấy cái thói quen của chúng ta đã cùng rồi, nghĩa là phải cho nó chạy, nó nhảy thì nó mới vui. Còn nếu mà nó dừng lại thì cảm thấy buồn, coi như ù lì, không có hay. Nhưng mà không ngờ chính cái chạy nhảy là cái tướng tư dối sinh diệt, còn cái yên lặng trong sáng chính là cái thật của mình. Cái thật nó đang yên lặng, nó đang trong sáng, chỉ cần chúng ta nhận ra nó thì
ngoại cái nghiệp sinh tử ngay đây được dừng. Còn nếu chúng ta chạy theo cái lăng xăng sinh diệt thì chúng ta cứ tiếp tục trong dòng sinh tử, mà sinh tử là khổ đau. Nhưng mà quý vị thấy mỗi khi chúng ta xuống tâm biển, nếu mà tìm chỗ nước phẳng lặng ngồi buồn quá, thấy không, muốn lại chỗ có sóng sống rồi ngồi cái sống là nó mới vui. Còn nếu mà nước nó yên quá, bình yên cũng chịu được. Con người không thích bình yên, thích có cái gì động, có cái gì nó hơi nguy hiểm chút á thì thấy thích. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta an lại cầu nguyện, đang an thì cầu nguyện chứ không có chịu ở trong cái an. Do đó cho nên rồi đời này sinh tử, đời sau sinh tử, cứ như vậy mà liên tục. Như vậy thì tôi nói ở đây thì có lẽ được quý vị sẽ thấy, như vậy thì chúng ta tu cốt là dứt hết sinh tử, phải không? Đó là cái nhanh căn bản phải dừng sinh tử. Nhưng mà các vị Bồ Tát có chịu dừng sinh tử chưa? Các ngài chưa chịu dừng sinh tử. Mà chưa chịu dừng sinh tử thì các ngài sao? Các ngài thích đi trong luân hồi, phải không? Thì như vậy đối với cái người tu, chúng ta phải biết cái gốc, cái ngọn cho nó tường tận. Cái gốc của chúng ta tu là biết cái mầm sanh tử nó phát xuất từ đâu. Mà khi mình biết cái mầm sanh tử nó phát xuất chỗ nào rồi, cần phải nhận trước khi cái mầm sanh tử nó nảy ra nó là cái gì. Đó, cái gốc chân thật nó là cái gì, phải nhận ra cái gốc chân thật đó, biết rõ cái gốc chân thật và biết rõ cái mầm sanh tử. Như vậy thì biết rõ nắm trực vững cái đó rồi thì nếu không muốn sanh tử nữa thì cái mầm sanh tử chúng ta phải tiêu diệt nó, thì đó là dứt được cái gốc sanh tử. Và nếu cái mầm sanh tử mà mình không tiêu diệt thì không có dứt sanh tử. Thì như vậy người tu chúng ta có hai, một là biết được cái nhân sanh tử thì mình chán ngán sanh tử quá cho nên dứt cái mầm đó cho nên hết hết thì đó là thoát đi sanh tử, là giải thoát. Đó là cái tu được giải thoát sinh tử. Còn một vị nữa cũng biết cái nhân sinh tử và biết cái gốc trước khi chưa có sinh tử, biết rõ vậy. Như vậy thì biết cái sinh tử đó là cái ảo tưởng hay là cái hư dối, nó không thiệt. Như vậy thì lẽ ra phải biết cái mầm đó để được giải thoát. Mà các ngài đều biết, không chịu biết để làm gì? Để còn sanh tử, để rồi lăn lộn trong sanh tử, giáo hóa cho người ta thức tỉnh. Chứ nếu mình biết cái gốc sanh tử nó nằm ở chỗ nào, mình tiêu diệt nó để hết sanh tử, rồi phần mình yên, còn bao nhiêu người họ đương mê chứ làm sao. Cho nên đối với các vị đó, các ngài không có giết mặt sanh tử, vẫn nuôi cái sanh tử, nhưng mà nuôi mà không có lòng, không có mê. Đi trong sanh tử mà cái từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là nhập cái định du lý đó, du lý tam muội đó, để dạo chơi trong chánh định. Dạo chơi đâu, trong lục đạo luân hồi mà vẫn ở trong chánh định. Bởi vì thấy sanh tử là cái trò ảo quá, không có thiệt, không có quan trọng. Chúng sinh còn mê,
cho nên các ngài phải đi trong đó để đánh cho lại. Như vậy đi trong sanh tử nó có hai hạng người: vì mê chạy theo vọng tưởng thức tạo nghiệp luân hồi cho nên tiếp tục đi trong sanh tử; hai, do biết sanh tử là hư dối từ vọng thức mà ra, nhưng vì chúng sinh mê cho nên các ngài cũng chấp nhận đi trong sanh tử bằng cái bản nguyện đánh thức mọi người được tỉnh được giác để thoát ly sinh tử. Thì đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy cái trọng tâm tu nó không phải chỉ một về cầu giải thoát sinh tử hết, mà có người thì gấp rút giải thoát sinh tử, nhưng có người cũng chấp nhận đi trong sinh tử. Thì tôi có nhiều khi cũng hơi nói về người ta tưởng tôi tham. Tại sao tham? Bởi vì muốn làm sao cho ai cũng được thức tỉnh. Mà muốn ai cũng được thức tỉnh thì có tham không? Người ta chưa chịu tỉnh mà mình muốn họ tỉnh thì tự nhiên mình cũng hơi tham. Tại sao? Vì muốn người ta tỉnh cho nên rồi lúc nào cũng sẵn sàng nhắc nhở khuyến khích cho người ta tỉnh. Nhưng mà thế được cái con người lúc nào mà vô minh nó hơi nhẹ nhẹ đó, phân phối kìa thì nhắc cho tỉnh được. Lúc nào vô minh nó dày quá đó, nhắc thì hồi nhắc thì tỉnh, qua cơn thì về lại nó không có tỉnh. Bởi vậy nên rồi nhiều khi thấy nó cũng hơi bận rộn. Nếu mà mình tu, mình hiểu được đường lối thì mình cấm đầu mình tu được khỏe như thế, phải không? Bằng mình lo, mình đâu có gì phiền hà. Ở này mình biết được đường lối tu mà không chịu lo tu, mà lo kêu người này gọi người kia nhắc người ta tỉnh, người ta không tỉnh, người ta lại còn làm những cái gì hơi lâu thôi cái mình cũng hơi buồn. Thì như vậy sao? Đó là cái mà tôi nói. Bởi vì tôi nói nếu tôi không biết mỗi người đều có hồng và quý thì tôi không dạy gì tôi yêu kêu với chị. Người ta không có, mình không biết người ta có hồng và quý, cũng như người đó họ không biết họ có hồng quý, mình cũng không biết luôn nữa. Thì chỉ cái gì, thì kêu chỉ cái gì. Nhưng bây giờ mình biết người đó có hồng ngọc quý, cũng như mình có hồng ngọc quý, mình biết rõ, không nghi ngờ. Mình biết mà mình ráng, mình phủi, mình dẹp để mình lấy. Còn người khác biết mà không có chịu, à, biết mà cứ lo bỏ quên và chạy ngược chạy xuôi bỏ quên đó. Rồi mình nghĩ sao, trách nhiệm mình sao? Nên làm thinh để cho họ ôm họ ngọc quý mà họ đi ăn mài lang thang đi chẳng chịu sao? Cho nên phải ráng nói, ráng chỉ. Thì giờ chỉ nó có tin cũng được, không tin cũng được, nhưng mà mình có chỉ rồi thì lòng nó ăn một chút, phải không? À, anh có họ ngọc quý, tôi chỉ dùng cho anh có họ ngọc quý thịt đó. Chuyện tin không tin là quyền của anh, nhưng mà bổ phận của tôi là xong. Tôi nói tin như vậy, đó là xong bổ phận của mình. Chứ còn nếu mình biết họ có ngọc quý mà không chỉ dùng họ để cho họ phải lang thang khổ sở thì đó là mình chỉ kỹ, mình không còn bổ phận. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, biết mọi người ai tạo cái nghiệp lành, cái nghiệp dữ đều phải chịu cái khổ hoặc là hưởng cái vui. Mà thế gian ai cũng sợ khổ, ai cũng muốn vui, thì mình nỡ nào để cho người ta tạo khổ hoài mà không tính thức cho họ tìm cái vui đó. Cho nên rồi hai phần cạn là chỉ cho người ta biết
cái nhân nào là đau khổ, cái nhân nào là an vui, để cho họ tránh cái khổ được cái vui. Biết mà không chỉ thì mình cũng là có tội. Cho nên thời gian chỉ đó là cái phần hơi thông thường, mà cái thông thường đó thì tôi cũng sử dụng hàng ngày. Còn cái phần thâm trầm hơn là học mà quý. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ có lẽ là tôi tới chừng nằm ngáp ngáp thôi, không biết chừng nào hết nói. Đâu có nở lòng thêm. Vì chừng nào nói không được nữa thì tôi chịu, chứ còn nói được thì không nở lòng thêm. Vì mình biết, mình chắc chắn không nghi ngờ. Vì vậy mà phải ráng mà nói, ráng mà chỉ. Còn tin làm theo hay không đó là quyền của mỗi người. Nhưng mình nói được là cảm thấy lòng nó nhẹ, nhẹ đi một chút. Nhưng mà nhiều khi nó cũng có cái phản ứng ngược lại. Nhiều khi mình thấy nó hay quá, tốt quá, nói mà đã không nghe thì mình cũng muốn hơi buồn. Phải không? Đó là cái phản ứng ngược lại. Chứ lý đáng mình nói cho họ, mình làm rồi bổ phận thì thôi, còn nghe không nghe là chuyện của họ. Nhưng mà nhiều khi thấy thì cũng hơi buồn một chút. Đó là những cái phản ứng không tốt lại cho mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả quý vị thấy. Thì chính đây là nhân cái địa của người xưa mà tôi phải nói tới cái địa hiện tại. Thì như Ngài Quản Trí là Ngài nói nãy giờ đó, thì quý vị thấy rõ ràng Ngài chỉ cho chúng ta tường tận cái nguồn gốc. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài nói thế nhưng đạo lớn thì mênh mông, phải tùy theo chỗ và ra tay. Những thành đạo lớn thì mênh mông lắm, không có thể nào mà diễn đạt hay là chỉ cho người ta tường tận hết. Thì tùy theo các phương tiện mà mình ra tay được phần nào. Đây nhà ví dụ như giờ mình biết cái áo này nó đương lệ từ tay sao, nó có kéo lại kéo lại cho nó bằng sửa cổ. Thì cái áo nó lại thì nắm cổ kéo lên, đó là chỗ ra tay đó. Cầm cái giềng lưới, cái giềng lưới mà nếu mà nó nghiêng lên trên thì kéo lại, kéo lên cho nó thẳng. Thì như vậy nghĩa là đạo thì quá lớn, quá rộng, người ta không có thể một sớm một chiều làm được. Thì cái gì nó gần có thể làm được thì chỉ là lập trước. Còn những cách thân thang nó từ từ. Bởi vậy nên tôi mới nói hai cái đó, nghĩa là biết mà có mầm học hòm mà quý chỉ thì mình mới yên lòng. Không chỉ không yên lòng nhưng vì người ta không tưởng tượng nổi mình là cái kẻ bần hàn, tại sao có hòm mà quý. Cho nên nói mà không tin, nó lắc đầu, mình tưởng đi tập chơi thôi. Bây giờ ta thích vui sợ khổ, thôi mình chỉ làm thế này thì sẽ thấy khổ, làm thế kia sẽ được vui. Đó. Như vậy thì tránh cái khổ được cái vui trong cuộc đời này và những đời sau cũng tốt rồi. Phải không? Cái gì sửa được mình sửa điều mà không? Thì đó là cái phần thứ hai mà chỉ nghiệp thiện, nghiệp ác, nhân quả rõ ràng để cho cái người tu biết mà tránh. Thì cái đó cũng là cái hay đó. Như vậy thì cái ý chỉ rằng cái gì có thể làm được thì mình phải chỉ cái căn bản cho làm. Trước kia dưới cửa tổ sư chỉ ra một con đường chính tu hành, dạy người từ ngay đầu nguồn mà khởi công. Nếu đầu nguồn đã trong sạch thì lý thật luôn luôn hiện tiền, thức và niệm tự nhiên ô nhiễm chẳng được. Ví như mặt trời lên cao giữa hư không thì ma hóa đều bạc dấu. Pháp môn tâm địa này chính là đạo của ngàn thánh xưa nay chẳng đổi. Cho nên trái với nó thì phàm,
thuận với nó thì thắng, mê nó thì sanh tử bắt đầu, ngộ nó thì luân hồi đừng dứt. Tôi giảng cái đoạn này cho quý vị thấy. Đây nói dưới cửa các vị tổ sư, tức là của thiền tông, con đường chính tu hành giải người ngay đầu nguồn mà khởi công. Đầu nguồn mà khởi công, cái đó là cái mà quý vị nhớ thật kỹ. Nghĩa là người tu có khi thì đi từ những các phương tiện này sang phương tiện khác, lần lần mới tới cái chỗ cuối cùng. Còn đối với thiền tâm thì đi thẳng lên đầu nguồn chứ không có dùng phương tiện. Như câu chuyện mà tôi thường nhắc không biết bao nhiêu lần rồi, là tổ Đạt Ma chỉ tổ Huệ Cả, quý vị thấy có phải đầu nguồn không? Nói tâm con không an, xin vợ thượng giải pháp an tâm. Nếu mà không phải chỉ thẳng đầu nguồn thì nói đây là duy nhận niệm Phật đi, thành lần tâm mới an, phải không? Hoặc là duy trì chú đi, thành lần tâm mới an. Hoặc là ngươi dùng một cái câu gì đó để đàn áp nó được nó an. Này không, đem tâm người ta an cho mà vì nói tâm bất an thì bây giờ đem cái tâm ra là an cho. Thì ngay cái bất an tìm lại đó. Thì nếu đem tâm ra an thì ngài Huệ Khả tìm cái gì? Là tìm ngay cái bất an mà mình đưa bài, đưa yêu cầu giải an đó. Thế tụi nó đâu? Mình tìm lại hồi không tìm. Như vậy thì tìm tặng cái bất an đó, nó là không có nguồn gốc, không có nơi chốn. Khi tìm lại nó không có nguồn gốc, không nơi chốn thì nó không tìm thông cũng được. Thì người ta an tâm như đâu. Thì như vậy ngay cái bất an đó phân tặng gốc nó không có, thì như vậy có phải là trở về gốc không? Như vậy thì mới thấy rằng cái đường lối tu của tổ sư là chỉ thẳng tìm tặng cái gốc. Chúng ta nói bất an, cái gì là bất an đó. Thì mình nói cái nghĩ suy tính toán là bất an, cái đó là tâm mình. Bây giờ tìm nó như vậy, tìm lại tường tặng thì nó không có gì cả. Mà không có gì hết thì nó đã ăn hết. Thì như vậy nó là đi thẳng vào gốc, chứ không dùng một phương tiện nào để đè lật lật. Đó là cái ý. Ở đây tôi nói con đường chính tu hành giải người tìm ngay đầu nguồn mà khởi công. Khởi công từ cái đầu nguồn đó. Rồi bây giờ tất cả quý vị xét kỹ, mọi tội lỗi tham sân si nó gốc từ cái đâu mà ra? Cũng từ cái ý niệm mà ra. Ý niệm rồi mới có tham, ý niệm mới có sân, vân vân. Thì như vậy muốn dứt tham sân si thì ngay cái niệm khởi dừng đi, dứt đi thì tự nhiên tham si đâu còn. Như vậy thì có phải là cũng thẳng từ gốc như vậy? Đó là cái mà tôi gọi là đi tặng cái chỗ mới nảy mầm mình dẹp sạch nó. Cho nên nói là mình bóp chết từ trong phía trước chứ không có để cho nó thành hình. Đó là cái ý nghĩa mà thường thường chúng ta phải nhớ để mà nắm vững tu hành. Nếu đầu nguồn đã tâm sạch thì lý thật luôn luôn hiện tiền. Như là đầu nguồn mà tâm sạch rồi, tức là những cái hoàn sinh diệt nó đã không còn, thì cái lý thật nó đã hiện tiền. Thức và niệm tự nhiên ô nhiễm chẳng được. Bởi vì thức niệm nó đã không còn diễn tả được thì làm gì có ô nhiễm. Như vậy đó là trở về với cái tâm thể thanh tịnh.
lên. Này, ví dụ, ví như mặt trời đã lên cao giữa hư không thì ma quái đều bật dấu. À, khi tâm mình mà không còn một niệm, một vật thức dí động thì đó là mặt trời lên cao. Nên ngày vô môn không ngộ câu sao? Câu gì đó? Câu gì mà ngộ không đó? Tâm địa ngộ không về những tự chiếu đó hả? Đất tâm mà nếu không thì mặt trời chỉ là liền thôi. Phải không? Không là không cái gì? Không có điện khởi, không có vọng thức, thì mặt trời trí tuệ sáng đến như đây, nó rất là rõ ràng. Cho nên nói là thì ma quái thì vật dấu. Còn mà bây giờ ma quái nó hiện hình luôn luôn là tại sao vậy? Tại vì đất tâm mình nó lùng xùm, rừng rú bụi bặm không, cho nên rồi ma quái nó ẩn núp. Pháp môn tâm địa này chính là đạo của ngàn thánh xưa nay chẳng đổi. Bởi vậy cho nên nói tâm địa nhược không, tuệ nhược tự chiếu, đó là pháp môn tâm địa đó. Như vậy thì cái đất tâm mình nếu nó rỗng nó trống thì mặt trời trí tuệ tự soi sáng trên cái gì lạ hết. Cho nên trái với nó thì phàm, thuận với nó thì thánh. Đơn giản làm sao? Nghĩa là nếu mình trái với cái đất tâm trong sạch đó, trống bánh đó, thì đó là phàm. Còn nếu mình thuận với nó là thánh. Mê nó thì sanh tử bắt đầu, ngộ nó thì luân hồi mình giúp. Nghĩa là trở về cái đất tâm thanh tịnh đó thì cái chồng luân hồi không còn nữa. Còn nếu mà quên nó đi, cứ nuôi vọng thuyết lăng xăng thì đó là trọng sinh tử. Vậy muốn dừng luân hồi không gì bằng thể nhận chí đạo. Muốn nhận chí đạo không gì bằng quán chiếu bổn tâm. Muốn quán chiếu bổn tâm cần mở rộng mắt, rộng soi xét, luôn khiến cho trăng tỏ rọi sáng ngời, thường ở trong định mà trí tuệ chiếu soi, luôn luôn giữ được trong chỗ thất tình chưa phát ngày, luôn luôn bảo toàn được cái thể bát thức chưa nhiễm này. Thì ngoài nhìn các duyên trong bạc các vọng, gồm thu ánh sáng nơi mắt, lắng đậm âm vận nơi tai, điều hòa hơi thở nơi mũi, biệt kín khí vị nơi lưỡi, tai chân chẳng động, khiến cho năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân mỗi thứ trở lại căn của nó, thì năm thứ linh, tinh, thần, hồn, pháp và ý mỗi thứ yên nơi vị của nó. Trong 12 giờ thường xem kỹ bên trong về sự chạy trong của con trâu này, lẫn với thường lên nên lắng nghe ngược lại sự thuần thục hay buông lung của nó, cả đến mọi cử chỉ hành động niệm niệm chẳng rời nó, cũng như đi đứng nằm ngồi tâm luôn ở ngay con trâu này, không thể một sát na quên mất chiếu soi hay phán chấp tới nhau. Thành quang vừa phóng ra liền thu lại, trong lúc vội vàng vẫn không tách rời, thường ở ngay đây mà luôn để ý chiếu soi. Như điều ông Tử Tư nói, chẳng thể rời trong giây lát là ấy. Cái đoạn này ngài nói tiếp, nói rằng nếu mà muốn dừng luân hồi không gì bằng thể nhận chí đạo. Này chữ đây là cũng một cái từ khác. Chí đạo này là cái từ của ai nói? Của Tổ Tăng Sáng. Chí đạo gì?
trí đạo vô năng khi điền giảm cảnh đó, phải không? Như vậy thì muốn nhìn luân hồi không có gì bằng thể nhận cái chỗ trí đạo đó. Trí đạo tức là chỗ cái đạo tột cùng, là chỗ tột cùng của đạo. Chỗ tột cùng của đạo là gì? Là cái chỗ chân tâm không gì lạ hết. Muốn thể nhận trí đạo không gì bằng quán chiếu bổn tâm. Muốn nhận được cái trí đạo đó thì không gì bằng quán chiếu lại cái bản tâm của mình, soi sáng lại tình niệm, tình phút, tình giây nó có chạy, có dâng rưỡi hay không. Muốn quán chiếu bổn tâm cần mở rộng mắt lẫn soi xét. Nghĩa là muốn quán chiếu bổn tâm thì phải mở rộng con mắt trí tuệ mà soi xét nó, chứ không có nên nhìn nó với một tính cách hẹp hòi, kiềm chế, mà phải là rộng ra luôn kiếm cho trăng tỏ loại sáng ngời, thường ở trong định mà trí tuệ chiếu soi đó. Luôn luôn mình phải dùng cái trí soi sáng rõ ràng, đừng có để định mà quên cái tuệ. Luôn giữ được trong chỗ thất tình chưa phát này, cái chỗ mà thất tình mình luôn luôn gìn giữ, đừng cho nó dấy lên. Chỗ thất tình một là mình, hai là giận, ba là thương, bốn là sợ, năm là yêu, sáu là ghét, bảy là muốn, là gọi là thất tình. Nghĩa là làm sao giữ đừng cho bảy cái thứ này nó dí lên. Bây giờ quý vị nghĩ, nếu tâm của mình nó không có dí niệm thì có thất tình hay không? Mà bây giờ nếu nó có dí niệm thì có thất tình hay không? Nó dí niệm thì không niệm ghét thì niệm thương, không niệm hờn thì niệm giận, đủ thứ, phải không? Cho nên nó không có cái niệm khơi, cái niệm nào mà cũng có mang cái tính chất hoặc là mừng, giận, thương, ghét, sợ, sợ, tham muốn đó. Vì vậy mà mình giữ được cái chỗ lặng yên của nó chưa có giấy niệm đó thì thất tình không có. Luôn luôn bảo toàn được cái thể bát thức chưa nhiễm này. Như vậy thì nếu mình giữ cho thất tình không có chế động, hay nói cái khác, mình giữ cho niệm không khởi, thì đó là cái chỗ bát thức không nhiễm, tức là cái thức thứ tám nó không có nhiễm. Thì ngoài dùng các duyên trong bạc các vọng, ngoài dùng các duyên trong bạc các vọng, thì cái câu này nghe nó hơi khó. Nói ngoài dùng các duyên trong thì bạc các vọng, thì các duyên ngoài sao nhìn được? Bây giờ mắt mình đương mở, đương sáng, có người đi qua thì có duyên không? Hay là người ta đi qua mình chạy không được, mình thở nghe mắt rồi phải sao? Như vậy thì cảnh nó đến, cảnh nó đi, nó lại, mình dừng nó là dừng bằng cách nào mà gọi là dừng các duyên. Nghe dừng không có nghĩa là trốn, không nghĩa là đuổi, phải không? Không lẽ mà mình cứ xây mặt cứ đứng chết hoài không thấy ai để mà dừng các duyên, hay là ai đi gần đó mình đuổi được cho đi ngang mắt mình, đó là dừng các duyên. Như vậy thì dừng các duyên có nghĩa là mọi cảnh, mọi duyên đối diện trước mắt mình mà mình không cho nó dính, không có dính. Người đi qua thì người, vật đi qua thì vật, giống như cái gương gì đó, cái gì qua hiện thấy qua rồi thôi. Có người vật nào đi qua rồi mà còn dính cái bóng trong gương không? Dính không? Nhưng mà cái gương mắt mình là dính không?
Như vậy thì tại sao nó không có keo mà nó qua rồi nó lại dính? Dính là tại sao vậy? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta tu phải kéo đó. Cái gương nó tâm sáng, người Phật tới thì hiện hình, qua rồi thì mất bóng, phải không? Không bao giờ qua mà bóng còn lưu lại. Thì mình đang có mắt mình cũng cái gương vậy, thì cảnh là người đi qua rồi thì đi tới thì nó hiện, qua rồi thì mất. Tại sao qua rồi nó còn nhất? Thì cái đó là tại sao? Ở trong có cái lớp nhựa treo phải không? Đó là cái mà chúng ta phải hiểu để mà tu. Chúng ta không trốn cảnh, chúng ta không có đuổi mọi sự vật đừng có đến với chúng ta, mà cái kéo chúng ta là người đến hiện người, Phật đến hiện Phật, qua rồi thôi. Đừng để dính, đừng để nhiễm. Mà không muốn dính, không muốn nhiễm thì khi người qua mình đừng có vọng khởi về người, Phật qua mình đừng có vọng khởi về Phật, phải không? Không vọng khởi thì có dính nhiễm không? Chứ còn giờ người qua, người qua nó chà người đẹp quá thì sao? Thì cái đó nó dính được đó hả? Và Phật qua thì Phật nhất, Phật thì xấu quá thì cũng dính được đó. Cho nên người thì cứ người, Phật thì cứ Phật, không có một cái niệm nào để phân biệt Phật đó, người đó. Thì như vậy đó thì gọi là không có khác, không có dính. Còn nếu có niệm phân biệt đây là đẹp, kia là xấu, đó là càng là dính. Cho nên xấu hay là đẹp qua rồi chơi được cái bóng nó cứ lãng mạn ở mình qua, nó không có. Vì vậy mà mất thì giờ tu là hết cái trước này sang cái trước khác. Cái lý đáng tới giờ ngồi thiền là giờ khỏe biết mấy, mọi cái sự việc ở bên ngoài đều gác qua ta một bên, đóng cửa thiền đường lại, vô ngồi thì còn chuyện gì nữa đâu, phải không? Mà còn này em. Như vậy thì tại sao mình nói với con mọi người thì ở ngoài hết rồi, đâu có ai sống bảo nữa trong thiền đường của mình. Đó là cái chỗ mà tôi nói để quý vị biết thôi. Chúng ta tránh được cái duyên tiếp xúc, nhưng mà cái bóng dáng ở bên trong chưa có hết, chưa có mất. Mà sở dĩ bóng dáng nó không mất là khi tiếp xúc với duyên mình vọng khởi nhiều, vọng khởi công việc nhiều. Từ cái vọng khởi công việc đó nó dính, nó mới mất. Dính mắt rồi rồi thì khi cảnh không có được tự ở trong tâm, bóng dáng nó hiện ra thì nó cũng làm quấy nhiễu mất thì giờ của mình. Nên làm sao đối cảnh đối duyên mà mình vẫn như như tâm sáng, không có để cho nó dính nữa hả? Ở vậy nên mấy cái câu là như mà nhạn bay qua thì cái bóng nó sao? Nó chìm dưới nước. Mà nhạn có ý để bóng và nước có cái ý lưu dấu lại không? Không có hết. Qua rồi mất. Còn có cái ý để, cái ý nó cầm lại đó thì nó có bóng có dấu. Thì quý vị nhớ, nghĩa là không giấy niệm thì ý nó không có đem vô, còn giấy niệm thì ý nó đem vô. Cho nên mình phải làm sao tôi trước những cái cảnh, những cái duyên mình không có phải tiêu cực để trốn tránh, nhưng mà đừng để cho cái vọng thức nó quá lăng xăng, quá phân biệt rồi nó càng dính, khiến cho cái tu mình nó bị thối thắt.
Được như vậy thì giờ ngồi thiền là cái giờ rất là thánh thiện, nhàn hạ thảnh thơi, khỏi có phải dẹp cái này, khỏi bỏ cái kia. Tôi lâu lâu nhìn lén có một số người ngồi thiền, người thì ngồi rất là tươi tỉnh, có người thì ngồi cũng cặp đầu, thì có người ngồi nhăn mà nó mỗi cái khổ sở lắm, không biết được dài cái tuổi là ai cũng thì như vậy thì để thấy những cái điện tượng đó là điện tượng ở trong nó chưa có cái gì, thế nên chưa có cái gì nên rồi nó không có được thảnh thơi. Làm sao mà người ta nhìn cái nét ngồi thiền giúp cho Phật và chúng ta tươi vui để cười những chi để thảnh thơi nhà hả? Thế còn nhìn mình mà có hổng môi đã mất rồi thì thấy cũng là khổ, còn nhìn mình cũng kẹp đầu qua nên biết câu làm sao cho nó kéo kết quả tốt thì cái tu nó lợi lắm. Đây luôn luôn bảo toàn được cái thể bát chức chư niệm này thì ngoài giúp dừng các duyên trong bạc các vọng, dừng duyên bạc vọng như tôi nói bây giờ, ngọn thu ánh sáng nơi mắt, lắng động âm vận nơi tai, điều hòa hơi thở nơi mũi, bịt kín khí vị nơi lưỡi, tay chân không động, khiến cho năm thức mát tai mũi lưỡi thân mọi thứ trở lại căn của nó, thì năm thứ linh tinh thần hồn pháp và ý mỗi thứ yên nơi vị của nó. Ở đây ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ khi chúng ta ngồi thiền là gồm thu ánh sáng nơi mắt, rồi lắng tập âm vận nơi tai, bởi vì cái người tu thiền có hai cái căn mà rất nhạy. Căn thứ nhất là mắt, cái căn thứ hai là tai, phải không? Đó, hai cái thứ căn này nó nhạy lắm, cho nên mình ngồi mình phải thu cái ánh sáng nó trở lại ở mắt, đừng cho nó phóng chạy ra ngoài, rồi thu cái âm vận nơi tai mình cho nó lắng động, rồi điều hòa hơi thở của mũi, về kính khí vị ở lưỡi, tay chân không động, kiếm cho năm cái căn mắt tai mũi lưỡi hay là năm cái thức mắt tai mũi lưỡi thân mỗi thứ trở lại cái căn của nó, tức là nó y nguyên, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, bình thường không có gì hết, mà nó không có bị giấy động, không có bị nhiễm nhơ bởi cái ngoại trần, đó là khu nó trở về. Mà nếu cái năm cái căn mình nó trở về được cái năm thiết trở về được cái căn của nó, thì ở đây ngài nói theo nho một chút tinh thần hồn tách và ý, ngài nói của tôi nho một chút, nếu còn mình gọn đó là ý thôi, thì ý mới có được yên nơi vị của nó. Như vậy thì trong năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, thì nếu nó không có phóng ra thì cái ý nó cũng không có cơ hội mà chạy, cho nên nó dừng được cái ý. Còn nếu năm căn mà phóng thì cái ý cũng theo đó mà chạy. Như bây giờ chúng ta đang ngồi thiền mà nghe có những cái tiếng người nói chuyện ở ngoài, nếu mình nghe mà mình không có giấy niệm thì cái ý nó có chạy không? Còn nghe cái mình nói ai đó mà đưa nói gì ngoài, mình lắng nghe hồi cái ý mình đó luôn tục đó. Như vậy thì cái gốc của sự tu là làm sao giữ năm căn mọi cái ở ngay cái bản vị của nó, đừng
cái ý nó chen lẫn vào, nó gây ra những đối đáp bên ngoài. Trong 12 giờ thường xem kỹ bên trong về sự chạy rong của con trâu này, lẫn với thường nên lắng nghe ngược lại sự thuần thục hay ngu luôn của nó. Như vậy thì chăn trâu là chăn bằng cách nào? Nghĩa là 12 giờ giữ cho con trâu của mình. Con trâu mình ở đây là Ngài cũng nói nơi 6 căn của mình đó, đừng cho nó chạy ra, mà trái lại mình cũng phải nhìn thấu vô trong coi nó đang thuần thục hay là nó đang buông lung để mà kiềm chế nó. Cả đến mọi cử chỉ hành động, niệm niệm chẳng rời nó, cũng như đi đứng nằm ngồi, tâm tâm luôn ở ngay con trâu này. Như vậy thì đi đứng nằm ngồi lúc nào mình cũng canh giữ 6 căn, đừng cho để cho nó chạy, đừng để cho nó dính với ngoại cảnh. Không thể một sát na quên mất chiếu soi hay phán chấp trái nhau, nghĩa là một phút một giây cũng phải thấy, cũng phải biết rõ, chứ đừng để cho nó phải tung vào ra ngoài. Thần quang vừa phóng ra liền thu lại, trong lúc vội vàng vẫn không tách rời, thường ở ngay đây mà luôn để ý chiếu soi. Như điều ông Tử Tư nói, chẳng thể rời trong giây lát là đấy, tức là Ngài dẫn thêm những ông nho để lập chứng rằng cái người kéo tu dù cho tu theo nho theo Phật đều phải kéo gìn giữ, đừng có để cho nó buông lung dù một phút một giây. Lại trước còn giữ nó để cho trống hết tâm kia, kế quên nó để mở rộng cái lượng kia, tùy chỗ tùy thời đều tự tại vô ngại. Đó, đây là Ngài chỉ hai cách để mà giữ. Trước giữ nó để cho trống hết tâm kia, giữ nó tức là giữ cho 6 căn đình giấy niệm. Là 6 căn đình giấy niệm thì tâm của mình nó mới trống rỗng, nó mới thanh thản. Rồi kế quên nó để mở rộng cái lượng kia, tức là giữ cho 6 căn không có giấy niệm thì đó là 6 căn nó được thanh tịnh. Rồi kế mình tới cái giai đoạn thứ hai là quên, không cần kèm giữ 6 căn nữa. Như vậy thì cái tâm mình nó mới rộng thanh thản, tùy chỗ tùy thời đều được tự tại vô ngại. Thì như vậy là tùy thời tùy chỗ tâm mình được tự tại, không còn trở ngại gì hết. Xong người học chỉ cố lo dẹp trừ 6 thứ thì càng nên rõ biết chỗ trước sau. Ý tuy là chủ soái của 6 thứ, mà mắt chính là tiên phong của 5 vật. Nên bậc tiên đức nói, tâm là then chốt, mắt là giặc trộn. Muốn hàng phục tâm kia, trước phải thu nhiếp mắt kia. Bởi cây nhỏ thì sự phát động ở tại bộ phận mái, tâm thì sự duyên dẫn ở tại mắt. Bộ phận mái chẳng động thì nó đứng yên, mắt chẳng động thì tâm đứng yên. Phải biết vọng niệm dấy lên từ thức căn, đối địch với cảm mà thành vọng, chẳng phải có thể thật. Khi ở chúng sanh thì trí yếu đức mạnh nên chỉ gọi là thức. Ngay khi ở Phật địa thì trí mạnh đức yếu nên chỉ gọi là trí. Chỉ chuyển tên kia mà chẳng chuyển thể kia. Ban đầu thì một nguồn tâm rỗng rang trong lặng, rồi do chi kiến lập tri, vọng trần sanh khởi nên có vọng niệm. Nếu chi kiến vô kiến đây đức niết bàn, thì trí tánh chân thật thanh tịnh sẽ trở lại trong lặng nhiệm màu, rỗng xuống trọn vẹn, ý niệm liền tiêu, ý niệm
đã tiêu thì từ thức thứ sáu trở xuống không thức nào chẳng được tiêu hết, tức là chỗ ngài phân phù bảo một căn đã trở về mùa, sáu căn trở thành giải thoát. Đã không sáu căn thì cũng không sáu thức, đã không sáu thức thì cũng không chủng tử luân hồi, đã không chủng tử luân hồi thì một điểm chân tâm của ta đứng liêm chẳng chỗ nương, rộng quang mênh mông sáng rỡ lặng trong suốt kiếp thường còn hằng không sanh diệt. Cái đoạn này thì ngài chỉ rất là rõ ràng để cho chúng ta nhớ mà tu. Ở đây ngài nói sau người học chỉ cốt lo giải trừ sáu thức thì càng nên rõ biết chỗ trước sau. Sáu thức tức là về cái ý thức, mình muốn dẹp sáu thức, cái thức thứ sáu đó, thì mình phải biết cái trước, cái nào là trước, cái nào là sau. Ý tuy là chủ soái của sáu thức mà mắt chính là tiên phong của năm giặc. Cái ý là chủ soái nhưng con mắt là tướng tiên phong đó, phải không? Là ông chủ soái mà ông có bị lăng xăng rối loạn hay thành công đó là do cái chú tiên phong dẫn đường, phải không? Như bây giờ chúng ta có cái ý niệm nhạy bén, nhưng mà trước mắt chúng ta có cái hoa đẹp, vừa thấy cái hoa đẹp ở trước mắt mà con mắt nó đừng có chú ý, đừng có cố phân biệt, thì cái chủ soái ở trong nó cũng mấy có quấy dậy, nó có lăng xăng không? Thì sở dĩ chúng ta vừa thấy cái hoa đẹp cái phân tích đẹp làm sao thì cái ý nó theo đó nó nhiên nó nhiễm. Như vậy thì chủ soái là ý, nhưng mà con mắt là tiêu phong. Bây giờ con mắt làm sao mà cho nó được bị dính đây? Cái câu mà nhà thiền gọi là mở mắt là như mù, nghĩa là sao? Đi đâu hai tay cũng bị mắt hại, thấy không? Cho đừng thấy gì hết thì mắt có mắt mà như mù, nhưng mà không phải vậy. Mắt nhận thấy tất cả mà không có cái gì nó dính hết trên thì đó là có mắt như ngủ. Tại sao như ngủ? Bởi vì thường thường người ta hay nói mình thấy cái đó, mình biết cái đó. Nhưng bây giờ đi qua, giả sử có một chục người đi qua trước mắt mình ăn mặc đồ đạc sạch sẽ, màu nè sạch sẽ, là đi qua rồi mà mình cứ thấy là đi qua không có chú ý vào người nào hết. Rồi chục người đã đi qua rồi, lát nữa có người khác hỏi mấy người nãy đi qua đó, người nào đẹp người nào xấu, mình trả lời sao? Nếu mình không có chú ý thì họ đi qua rồi được rồi, tôi không thấy rõ ai đẹp ai xấu hết. Thì như vậy có mắt thì như sao? Như mù, thấy mà thấy. Còn nếu mà khi họ đi qua mình chú ý người này ăn mặc hợp thời trang, người kia không hợp thời trang gì gì đó, thì đi qua rồi hỏi chứ hồi đó mấy người đi qua người nào đẹp gì gì đó thì mình cũng thích liền, phải không? Người đó ăn mặc kiểu này kiểu nọ gì đó thì như vậy đó là có mắt sáng, có mắt thấy. Còn mình không có chú ý gì hết thì có mắt như mù. Như vậy thì giữ làm sao mà có mắt như mù thì người tu thành công. Còn nếu có mắt mà sáng quá thì người tu kinh khổ lắm, mức khó thành công. Đó là cái chỗ mà cái anh tiêu phong này, anh vừa tiêu phong trước thì cái chú ông chủ soái ông mới được yên, chứ còn ông tiêu phong mà anh dành dặt như quá thì chủ soái ông mệt. Bởi vậy nên dẫn cái câu tiên đức nói tâm là then chốt, mắt là chặt trọn. Nên là then chốt là cái đồ gài cửa, cửa gài. Tâm là cái cửa gài kín ở trong,
nhưng mà con mắt là dặn gọn. Có cái chuyện gì cứ nó lại được cài cửa. Thế này nó thầm nó trọng như thế. Để vậy thì hai cái thứ đó nó liên hệ nhau. Bốn hàng phục tâm kia trước phải thu nhiếp mắt kia đó. Mình bốn hàng phục cái tâm mình thì trước phải thu nhiếp của mắt của mình. Nghĩa là làm sao đối với tất cả cảnh mà mình đừng có để cho nó kẹt nó nhiếp thì cái tâm mình hàng phục dễ. Còn để cho nó kẹt nhiếp quá của hàng phục tâm hàng không được. Đây là ví dụ. Bởi cây nhỏ thì phát động ở tại bộ phận mái, tâm thì sự duyên dẫn ở tại mắt. Bộ phận mái chẳng động thì nhỏ đứng yên, mắt chẳng động thì tâm đứng yên. Ai mà mắt không động thì tâm nó cũng không có rối loạn. Phải biết vọng niệm dấy lên từ thức căn đối địch định với cảnh và hành động chẳng phải có cái thể thật. Bởi vì cái vọng niệm thế lên là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với ngoại trần rồi nó giấy niệm cho nên rồi nó mới thành ra đối địch chống chọi phân biệt, mà nó là đối địch như vậy nhưng thật ra nó không có cái thật, nó không có cái thể thật. Khi ở chúng sanh thì trí yếu chức mạnh nên chỉ gọi là thức. Ngay khi ở Phật địa thì trí mạnh trí yếu nên chỉ gọi là trí. Như vậy gọi là trí, gọi là thức là tùy ở cái địa vị. Vì ở địa vị mê của chúng sinh thì lúc đó cũng cái biết, nhưng cái biết đó là cái biết vọng tưởng phân biệt. Còn ở địa vị Phật thì cũng cái biết, nhưng cái biết đó là cái biết sáng suốt giác ngộ, cho nên gọi là trí. Chỉ chuyển tên kia mà chẳng chuyển thể kia. Ban đầu thì một nguồn tâm rộng rang trong lặng, rồi do tri kiến lập tri, vọng trần sanh khởi nên có vọng niệm. Nên ở đây Ngài dẫn Kinh Lăng Nghiêm để thấy rõ rằng nên ban đầu chúng ta chỉ là một nguồn tâm rộng rang trong lặng, nhưng mà tri kiến lập tri vừa có cái thấy biết rồi khởi cái niệm phân biệt, đó là lập tri. Rồi vọng trần sanh khởi nên có vọng niệm. Như vậy đó, từ đó mà có vọng niệm. Nếu tri kiến vô kiến đây tức niết bàn, đúng là cái chỗ này thì không chữ kìa. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn bất kỳ trong đời hội. Tri kiến là mình thấy biết mà không thấy biết. Nên như nãy tôi nói, thấy biết mà không thấy biết. Người ta đi qua mình thấy mình biết mà không có cái điểm phân biệt thì đó là không có thấy biết. Mà nếu không thấy biết như vậy đó thì tức là niết bàn chứ gì lạ đó. Như vậy thì niết bàn nghĩa sinh tử nó ở đâu? Cách bao xa? Chỉ là đối duyên xúc cảm mà mình khởi niệm đuổi theo phân biệt thấy biết thì đó là sanh tử. Và nếu cũng đối duyên xúc cảm mà không có giới niệm đuổi theo dính mắt thì đó là niết bàn, chứ không có gì xa hết. Thì trí tánh chân thật thanh tịnh sẽ trở lại trong lặng nhiệm màu rỗng suốt trọn vẹn. Ý niệm liền tiêu, ý niệm đã tiêu thì từ thức thứ sáu trở xuống không thức nào chẳng đều tiêu hết. Đã ý niệm tiêu thì sáu thức cũng theo đó mà tiêu. Như vậy thì mình tu trọng tâm là ở cái ý, cho nên ý lặng tất cả đều theo đó lặng hết. Tức là chỗ này phân thù bảo một căn nó trở về nguồn, sáu căn trở thành giải thoát, đó là chánh của Kinh Lăng Nghiêm. Chỗ này văn thù Phật
dạy chọn các căn như không đó. Đã không sáu căn thì cũng không sáu thức, đã không sáu thức thì không chủng tử luân hồi. Như vậy thì sáu thức nó không còn hoạt động nữa, không còn tạo nghiệp nữa, thì luân hồi không còn nữa. Đã không chủng tử luân hồi thì một điểm chân tâm của ta đứng riêng không chỗ nương, rộng rang mênh mông sáng rỡ trong lạnh, vô kiếp được còn hằng không sanh diệt đó. Như vậy tới đó gọi là giải thoát sinh tử, tới đó gọi là được giác ngộ hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta trở về cái sẵn của mình, chứ không phải cái gì mới ở đâu đem đến hết. Đã có sẵn mà tại chúng ta mê, tức là quên. Cho nên là bây giờ phải tỉnh trở lại, dẹp bỏ những cái manh mối dẫn mình đi luân hồi sinh tử, để trở về cái nguồn bất sanh bất diệt. Đó, cái gốc của sự tu. Còn hơn nhiều nên đây mà giờ không nghĩ. Trong cái bài nói thẳng về mới chiều phục, hôm rồi tôi giảng được phân nữa, hôm nay tiếp. Đây là pháp chỉ thẳng tâm người, rất rõ ràng xác thực. Nhặt thẳng làm sao, giản dị làm sao. Chỉ ai chăm lo cội nguồn quán chiếu con câu này lâu rồi thì tự nhiên tâm không mênh mông lắm, đứng lặng lẽ chẳng động, thấy toán bạc nghĩ chẳng nghĩ, rộng toan tâm mở tỏ suốt thấy tánh. Đây là chỗ nói da mỏng da dày đều rất sạch, một thể chân thật tiệm tiệm. Bằng tiếp phần trước, ngày hôm nay là pháp chỉ thẳng tâm người, tức là mình được chỉ nhân tâm á, rất là rõ ràng xác thực. Chặt thẳng làm sao, giản dị làm sao. Bởi vì cái pháp này nó không có quanh co mà nó đi thẳng, mà đã là đi thẳng thì nó rất là giản dị, nó không có những cái phiền toái. Vì vậy mà ở đây thấy chặt thẳng giản dị, thì như quý vị thấy chúng ta đã ứng dụng tu, thì đối với cái pháp thiền tâm chỉ thẳng cho tâm mình, cho nên là chặt thẳng rồi chỉ thấy rõ tâm cái nào thực cái nào hư, chúng ta không theo những cái vọng tưởng hư dối, thì đó là đơn giản vô cùng, không có một cái cách gì lạ ở bên ngoài hết. Chỉ hay chăm lo cội nguồn quán chiếu của câu này à, mình tu là nhìn thẳng ở cái nguồn gốc để mà quán chiếu cái tường tại. Mà quán chiếu cái gì? Quán chiếu con câu này. Như vậy con câu này là cái gì? Tức là nơi tâm mình có những cái niệm dấy khởi chạy theo sáu trần, thì những niệm dấy khởi chạy theo sáu trần đó thì gọi là con trâu, nó đi ăn lúa mạ của người. Cho nên mình ngay nơi đó mình dừng, mình không theo, đó là đi thẳng về cội nguồn, chẳng đứng ở từ cái nội tâm, chứ không phải đợi dính với cảnh là mới chặn. Lâu rồi thì tự nhiên tâm không, đó là mình tập như vậy, niệm khởi mình không theo, dừng lặng, cho nên nó lâu lâu sẽ tự nó yên ổn, cho nên gọi là tâm không.
không đây nghĩa là không có giới điệu, chứ không phải không ngơ. Mênh mông lắm đứng, khi mà nó lặng lẽ rồi thì nó không còn cái chỗ nơi chừng mực nào nữa, cho nên nói nó là mênh mông. Cái chỗ này quý vị tu thì thấy, khi nào chúng ta ngồi thiền mà nội tâm giấy khởi thì khi giấy động á, nó mênh mông hay là nó gom lại trong một phần nhỏ. Ví dụ như khởi nghĩ nhớ cái món đồ thì nó nhỏ bằng món đồ, phải không? Nghĩ nhớ con người thì nó gom được bằng con người, còn nếu khi không nghĩ không nhớ thì cái tâm mình thì bao lớn, nó không có một tí giới hạn. Mà không có giới hạn thì đó phải là mênh mông, không có cái chừng mực nào hết, lặng lẽ chẳng động ha. Khi mà nó không có giấy thì tức là lặng, mà lặng thì không động, vắng mặt chẳng nghĩ, lỏng qua tâm hở, vắng mặt chẳng nghĩ tức là khi tâm mình nó lặng lẽ không nghĩ không tưởng thì đó là nó vắng mặt. Mà khi nó nắm bạc thì nó lỏng, lỏng to, tức là nó mở lỏng, không có cái gì ngăn cách hết. Tỏ xuống thấy tánh, nó sáng tỏ, thấu xuống được cái bản tánh của mình, cho nên thấy được tánh. Chứ để thì chữ thấy tánh này đó, quý vị nghĩ sao thấy? Ví dụ như tâm chúng ta nó cứ giấy động, nghĩ chuyện này, chuyện kia liên miên, thì lúc đó chúng ta chỉ biết cái việc nó nghĩ, theo cái việc nó nghĩ, mà không có thấy được cái bản tánh của tâm. Khi mà tâm mình nó lặng yên trong sáng rồi, thì từ cái lặng yên trong sáng đó mà mình hành giác hành chi, thì cái hành giác hành chi nhận rõ nó là cái bản tánh của mình. Thì như vậy tức là bỏ cái tâm sinh diệt chệch còn chệch mất, để nhận cái bản tánh sáng suốt hằng nhiên rỗng khắp. Đó là bỏ một cái nhỏ để nhận cái lớn. Nếu nhận niệm khởi là tâm mình, đó là nhận cái tâm nhỏ. Mà niệm khởi là cái thứ sinh diệt, đó là cái tâm tạm bỡ. Khi mà niệm khởi lặng, tất cả những cái lăng xăng nó đều yên tĩnh hết, chừng đó nó thấy rằng mình thân thang mà tâm sáng, hằng giác, hằng tri. Thì như vậy mới thấy cái tâm mình nó là vô giới hạn. Bởi vậy cho nên người học Phật gọi là bỏ cái nhỏ để đạt được cái lớn, hay là bỏ cái giả để nhận chân cái thật của chính mình, chứ không phải của ai đem đến ban cho. Cái đó là cái lẽ thật. Chỉ khi nào tâm mình nó an định thì đó thấy rõ, cho nên nó tỏ xuống tối tánh. Đây là chỗ nói da mỏng da dày đều rất sạch, một thể chân thật hiện tiền. Ví dụ như người ta bị những cái lớp da nó bao bọc, nó phủ che, rồi bây giờ những lớp da nó tan ra rã rời, chỉ còn một cái chân thật hiện tiền. Như vậy để thấy rằng cái người tu Phật, hay nói đơn giản là tu thiền, không có mong cầu một cái gì xa lạ ở bên ngoài, mà chỉ gỡ những cái mối nó đương làm cho tâm xáo động, mờ mịt, đừng cho nó dấy động nữa. Để tâm không dấy động, không mờ mịt thì tự nhiên nó trong sáng. Từ tâm trong sáng nó nhận ra được cái thể chân thật của mình. Mọi ý niệm, mọi nghĩ suy dấy lên cái tiếng che mờ, giống như là da mỏng da dày đang che mờ cái chân thật bên trong. Thì giờ những cái đó nó đã rờ ra thì cái chân thật hiện tiền. Đó là để chỉ cho chúng ta biết tu đến lúc nào
chúng ta thành công tu lúc nào, đến lúc nào chúng ta đạt được kết quả, chứ không phải như những người hiểu lầm tu cứ mơ màng, cứ trông đợi học tổ cho mình cái này, cho mình cái kia, mà đây là cái lẽ thực quay về mình. Công phu đến đây thì tự nhiên tinh thần sáng tỏ, trí tuệ thông suốt, tâm tánh linh thông, khắp được đại tự tại. Người nào mà tu đến cái chỗ cái tâm rộng ràng, tâm sáng rồi thì chừng đó thì tự nhiên tinh thần mình nó sáng tỏ, trí tuệ mình thông suốt, tâm tánh mình linh thông, khắp được đại tự tại. Như vậy thì cái sáng suốt, cái thông minh sáng suốt là cái do tâm phiền não, tâm vọng tưởng nó lắng, nó dừng, rồi cái trí tuệ sáng suốt nó hiện. Mà khi trí tuệ sáng suốt hiện, đó là mình được đại tự tại. Như vậy thì cái tu là một cái lẽ thật chỉ quay lại mình để dẹp những cái mê mờ, đưa đến cái sáng suốt của chính mình chứ không ai đâu khác. Mới biết tất cả thiên thánh đều từ pháp môn tâm địa này phương tiện mà vào, sẽ được thành Phật, làm tổ, làm thầy trời người, Phật phu không thể chứng đến. Như vậy chúng ta mới biết rõ thiên thánh, tức là các bậc thánh, từ bậc hiền lên bậc thánh đều từ pháp môn tâm địa này phương tiện mà vào. Thì cái pháp môn tu thiền này cũng gọi là pháp môn tâm địa. Tại sao gọi là tâm địa? Tâm địa có nghĩa là tâm đất, phải không? Tại sao là tâm đất? Bởi vì tất cả cây cối nhà cửa vân vân, có cái nào ngoài mặt đất mà nó mọc được không? Sinh được không? Như vậy thì tất cả muôn sự muôn vật trên thế gian đều tựa trên mặt đất. Cũng như vậy, tất cả cái tâm pháp lành pháp dữ đều từ nơi tâm mà ra hết, chứ không có cái nào riêng có. Mà đã từ tâm mà ra thì cái pháp tu trở về cái tâm đó thì đó là tâm địa, vì nó là cái chỗ sản sanh muôn pháp. Mà trở về tức là dùng phương tiện mà vào, đi vào bằng những phương tiện, rồi vào được sẽ được thành Phật, sẽ được làm tổ. Thành Phật làm tổ thì sẽ làm thầy cả trời cả người, phàm phu không thể chứng đến. Bởi vì khi tu mà đến kết quả thành Phật thành tổ rồi thì lúc đó sẽ làm thầy cả trời cả người. Mình bây giờ tu thì ai cũng ngưỡng mộ, được chư thiên ủng hộ, phải không? Không phải chư thiên ủng hộ, mà nếu chư thiên ủng hộ thì mình là bè bạn với chư thiên là cùng, chứ không có được làm thầy. Thầy phải cần họ ủng hộ, mà nếu cầu họ ủng hộ thì mình không phải là thầy họ. Có khi ngược lại, cũng như giờ quý vị mà đi cầu quý thần ủng hộ thì quý vị đó là thầy của quý thần hay là đồ đệ của quý thần? Bây giờ thấy một từ nữ rất là thông dụng, ví dụ như quý vị mới tu và tu ít ít đến như tôi thì quý vị nói để nhờ thầy thương xót ủng hộ tụi con tu hành đến nơi đến chốn, thì tôi ủng hộ cho quý vị thì quý vị bằng tôi chưa? Chắc chưa, phải không? Còn nếu mà bạn rồi thì phải có xin ủng hộ. Thì cũng vậy, ai mà muốn được quý thần ủng hộ thì tức là bạn bè
hay là đàn em cháu của quý thành, phải không? Còn ai muốn được chư thiên ủng hộ đó là cũng huynh đệ chư thiên, có lẽ là đệ tốt hơn, phải không? Còn nay mình trâu cho đến cái chỗ cuối cùng là thầy của chư thiên nữa đó. Như vậy cho nên khi mà thành Phật thì chư thiên tới quy y, thành Phật về cung trời giáo pháp cho mình, phải không? Có phải thầy chưa? Thì cũng như tổ Lưu Ba Quốc Gia khi mà ma giữa các cái loại thiên ma và tới pháp này đó, ngày chinh phục được rồi cái xin quý y rồi cái cũng kính thầy học thầy. Như vậy đó Phật tổ đều là thầy của cả trời người, chứ không phải là thầy cho người thôi. Bởi vậy cho nên trong quy y có cái câu quy y Phật, trong quy y thiên, thần, quỷ, Phật. Mà bây giờ thì tuy có quy y Phật mà thiên mình vẫn kính, thần mình vẫn thờ, quỷ mình vẫn nể, thấy không? Thì như vậy là mình chưa có hiểu được cái giá trị thật của Phật, của tổ. Đó là chỗ mà tôi nói cho tất cả quý vị hiểu. Không phải chúng ta ngạo mạn, nhưng vì Đức Phật và chư tổ đủ cái khả năng để dạy bảo, hướng dẫn cho chư thiên tu hành, thì chư thiên đối với Phật là đệ tử, thì chúng ta là người cũng là đệ tử Phật. Thì như vậy chư thiên với mình không có khác bao nhiêu, chỉ học bắt bước lên một chút. Cũng như người giàu có quy y với thầy, rồi người nghèo khổ quy y với thầy, thì tuy là người nghèo khác, người giàu khác, nhưng cũng là quy y một thầy, phải không? Một thầy tức là đọc sư, cho nên vô lý đọc sư mà đã là quy y người đó. Bởi vậy nên hiểu cho rõ cái ý nghĩa mà thiên nhân chi sư đó là thầy các trời người. Mà tôi nói đây để nhắc cho tất cả quý Phật tử, giả sử kiếp trời còn khá dĩ thì bước cao mình, còn quỷ thần mình kiếm thì tôi không hiểu nó là sao. Quỷ thì chắc nó quỷ thì ta kiếm sợ thôi, mà nói thần thì mình kiếm, phải không? Nhưng mà thần thì đối với nhà Phật câu thì hẳn gì? Thần đối với nhà Phật đó là đại vực quỷ. Còn những cái quỷ đang mang đó thì đó đẹp đó, thì ngã quỷ quỷ đó hết. Ông kia quỷ mà có thế lực, ví dụ ông tướng, ông táo gì đó chết tử cảnh, rồi họ có thể mà đi phá hết người ta, thì mình thì gọi đó là thần, nhưng nhà Phật gọi là quỷ. Quỷ có thế lực vậy thôi. Như vậy để hiểu, đừng có lầm lẫn. Do người chẳng nhận biết tự tâm nên kinh Phật nói: tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay mê muội điên đạo bản tâm, chẳng tự giác ngộ, vọng nhận bốn đại làm thân, duyên lự làm tâm, lý chưa bỏ trăm ngàn kiếp cả, chỉ nhận lấy một hòn bọt nhỏ. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm. Thực ra họ đọc kinh Lăng Nghiêm mấy cái đoạn này là mấy cái đoạn tôi thống nhất nhất. Bởi vì trong kinh Phật nói rằng tất cả chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay mê muội điên đảo bản tâm, chẳng tự giác ngộ. Tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp, vô lượng kiếp không biết bao nhiêu kiếp nữa, vô lượng kiếp tới giờ mê muội điên đảo cái bản tâm, hay nói tiếp theo là đối với bản tâm mình mê muội, mình điên đảo.
mà bởi vì mê muội chưa đã bản thân, cho nên không có tự giác ngộ. Mà tự không tự giác ngộ thì nhận cái gì là mê? Vọng nhận thì phải dối nhận. Bốn đại lập thân, duyên lự lập tâm. Có người nào cũng nhận vậy không? Khi nói tới mình thì phải dối được không? Dối được xin tôi xin ta. Mà dối được tức là chỉ cho cái gì? Chỉ cho thanh tứ đại. Thanh tứ đại là tôi. Rồi đó là cái hình tướng lấy tứ đại làm mình. Rồi duyên lự lập tâm, tức là cái nghĩ tưởng lăn xăng ở trong là tâm mình. Bây giờ tất cả chúng ta nhìn lại đây có người nào thấy khác không? Ai cũng thấy cái thân tứ đại là mình, rồi cái tâm lăn xăng nghĩ tưởng là tâm mình. Thì như vậy nhận lầm thân, nhận lầm tâm. Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, thân tứ đại này là do duyên họ, nói cho gần là đất, nước, gió, lửa, bốn thứ sáng, ngủ, thức dậy, sửa sang, chút giờ cái lo gì? Lo điểm tâm sáng, thấy không? Điểm tâm là gì? Đem một ít đất, ít nước thì vô, phải tâm vô cho nó an, phải tâm. Rồi cái tên chưa làm gì? Cũng là đem mớ đất nước dồn cho nữa. Rồi chiều, nếu mà nhẹ nhẹ thì cũng tiếp đất nước nó nhỏ vô nữa. Nhưng mà đem vô rồi là đánh luôn không? Phải cho ra. Cứ đem vô cho ra, đem vô cho ra, cái này đổi kia thì đổi cái nọ. Từ gió, rồi đất, rồi nước, rồi lửa, cứ thay đổi liên tục. Mà cái thay đổi liên tục thiếu nó thì mình không an. Nhiều khi tôi cũng tức cười, có những lúc mắc cái công việc gì đó và đi đâu đó, lỡ cửa cái đó đó thì cũng không nổi. Ai cho cụ khoai nhai vô họp thì được nổi. Thì như vậy cụ khoai là mình sẽ là gì? Mà sao nó có sức mạnh lạ đường đấy? Nếu mình là mình hiểu mình là chủ đó, thì có cụ khoai không có cụ khoai mình cũng là chủ cái đi. Cái này thiếu nó mình liền nổi. Thì như vậy sao? Khoai là mình không? Đó. Đó thì để thấy rõ ràng tứ đại này nó không tự tồn tại, mà nó phải nhờ tứ đại mà bồi bổ. Thiếu sự bồi bổ thì nó giống như cái máy ấy, thiếu dầu thiếu xăng nó chạy thôi chứ không có gì hết. Như vậy thì cái thân tạm bợ vai mượn mà mình chấp là thân mình, chấp là thân mình. Nhưng mà gì? Nếu thân này là thân mình thì có hai trường hợp. Thí dụ như khi nào thân mình da thịt chỗ đó bị ung nhọt, rồi người ta mổ, người ta cắt bỏ. Mà cắt bỏ thì cái mình sao? Cái cắt bỏ ra nó còn của mình nữa không? Còn là mình không? Thí dụ bây giờ có một phần da thịt chỗ nào nó hư, cắt bỏ, rồi quý vị có tiếng đem vô để trong cái bình nhà, bình nọc gì đó giữ nó lại, vì đó là bệnh mà, phải không? Tiếng không? Hay bị chôn cho rồi, tạo cái hôn cuối chịu rồi. Thì như vậy, cái mình thật, thật là mình, thì nó phải ra sao chứ? Cái mình gì mà dở quá vậy? Rồi nhất là đến khi mà cái hơi ấm nó mất rồi, con người này nó lạnh, rồi nó lạnh, nó đã nát. Thì khi nó đã nát, mà nếu lúc đó mình biến thành cái gì đó, mình nhìn nó thì có đốt mình không? Mình làm khác, đứng nhìn cái thay chết của mình thì có đốt mà.
Như vậy thì cái mình đó sao mà tệ quá, quá tệ ra coi đó không ai chịu nổi trên. Vậy đó mà ai cũng quý, có người nào khen thường không? Đó là một cái điều mà ở đây Phật gọi là mình do mê muội, do điên đảo mới đối nhận vốn tại là thân mình. Rồi cái tâm duyên nữ là tâm mình, tâm duyên nữ là tâm nghĩ tưởng lăng xăng đó. Quý vị ngồi thì thấy trong đầu nhảy lên này nhảy kia, nó đủ thứ ý, đủ thứ nghĩ. Nhưng mà những cái nghĩ đó gốc nó từ đâu ra, rồi hình dáng nó ra làm sao? Khi mà mình tìm ra đó thì không còn, không có. Cái nghĩ là cái bóng dáng không thiệt do nghe dưới sáu trần mà nó có cái niệm khởi, thì như vậy là cái duyên lự nghĩ tưởng chứ không có thiệt. Như vậy thì nhận cái thân không thiệt, nhận cái tâm không thiệt là mình, thì mình thiệt là mình không thiệt. Thì lấy cái không thiệt là mình thì tự nhiên mình giả dối mình không thiệt đó. Thì như vậy khi nhận cái thân này là mình, nhận tâm duyên lự là mình đó, thì đã quên mất cái tâm thể chân thật. Mà tâm thể chân thật làm cái thể trọng lớn thân tha mà quên chỉ nhận một số tứ đại học lại và một ít duyên lự lăng xăng làm thân tâm mình, cho nên quên cái to lớn đó. Cho nên Phật dùng ví dụ, ví như bỏ đi trăm ngàn biển cả chỉ nhận lấy một hòn bọt nhỏ đó. Đừng nói trăm ngàn biển cả, chỉ một cái biển cả thôi mà mình không có nhận, nói mặt biển thênh thang mà mình không nhận, mình chỉ nhìn một hòn bọt nổi mặt biển, mình nói đó là mặt biển, thì người nhìn một hòn bọt mà nói là mặt biển thì người đó không có được nào. Quý vị nghĩ cỡ nào thường thẳng không hay là ngu tột độ? Nhìn nhận một hòn bọt là mặt biển thì ai nghe cũng tiếng cười thôi, phải không? Ngu cái gì mà đáo để như vậy? Mình bây giờ chạy cái thân này, chạy cái suy nghĩ này lọc lên đó, cũng giống như cái người ngu nhìn cái biển nhảy có hòn bọt cho như vậy. Thì biển cả thân tha cũng như tâm mình là thân tha mà không nhận, nhận cái căn sanh, nhận cái thứ sinh diệt tạo ra làm cho là mình. Như vậy quý vị có đáng thương mình không? Thương mình tại sao thương mình? À, thương mình ở đây Phật dùng cái, ở đây dùng cái từ là mê muội điên đảo, và nói theo cái từ gọn của thế gian là ngu mê. Hay là sao mà mình ngu mê đó để vậy? Mình có cái rộng lớn, có cái chân thật mà không chịu nhận cái đó, mà nhận cái tạm bợ giả dối vậy đó. Thì giờ cứ nhìn mặt biển, đây là đến trăm ngàn mặt biển mà tôi chỉ nói một mặt biển mà biển mà như ở Việt Nam bước ra thì né, đó là biển Thái Bình đó. Chỉ có cái biển Thái Bình cho cái hoàng bạc thì sao, nó có thấm vào cái gì đâu. Vậy đó mà ai lòng nhận một hoàng bạc cho là biển thì hết tưởng nổi, hết tưởng nổi thì ngu, phải không? Đúng như vậy đó, cái tâm thể thân tha mà không nhận, mình nhận cái thân tứ đại với cái tâm lăng xăng này là mình, thì đó cũng tương tự như cái chú nhận hòn bọt là mặt biển vậy. Ngu cũng tương tự như vậy. Thì quý vị xét kỹ, chúng ta không minh tới bước nào rồi. Cho nên là phải cứ nói chúng sanh si mê đó là chỗ đó, không phải Phật chê mình mà Phật chỉ trách mình có cái quý mà không duy nhận, mình nhận cái tầm thường nhỏ không đáng kể, đó là cái chuyện đáng thương. Cho nên Phật nói pháp hoài là vậy đó.
Do đây trên mê thêm một lớp mê, trong vọng thêm một lớp vọng, theo cảnh mà lưu chuyển, để mắt tâm tình muôn điều lấy bỏ, không lúc nào tạm lãnh. Mấy cái câu này là mấy cái câu trách. Do đây tức là do cái mê làm trên đó, mà trên mê thêm một lớp mê, trong vọng thêm một lớp vọng. Mà trên mê thêm một lớp mê, trong vọng thêm một lớp vọng, và sao sao đó là thân này và cái tâm lữ lăng xăng đó, nó nhận nó là mình là mê rồi. Nhưng giờ thêm một lớp mê nữa là cái gì? Thêm một lớp vọng nữa là cái gì? Tức là theo cảnh mà lưu chuyển, mình đã nhận mình là thân này là mình thiệt, cái nghĩ suy là tâm mình thiệt, đó là cái mê đại mê rồi. Mà lại còn trong cái cảnh là đẹp, cảnh là xấu, cảnh gì đó là chạy ra cảnh nữa, thì có phải thêm lớp mê nữa không? Như vậy thì trên mê, thêm mê, thêm vọng, thêm vọng. Như vậy thì cứ suốt ngày theo cảnh mà lưu chuyển, tức là theo cảnh mà trôi đi luôn luôn vậy đó. Để mắt sanh tình, thấy cái này, à cái hoa này đẹp quá, thì chú ý, thấy cái gì đó cái khen, và thấy cái gì đó cái chê. Như vậy thì suốt ngày bị cái đẹp, cái xấu, cái khen, cái chê nó phủ hết. Thành ra mình đã dối, mình đã tạm bỡ, nhận mình là thiệt là cái ngu si rồi. Mình cái cảnh cũng là cái tạm bỡ giả dối, rồi bị nó đi phó, nó lôi dẫn nữa. Thì như vậy thật là quá trình mê, phải không? Cho nên nó theo cảnh mà lưu chuyển, để mắt thanh tình, buông điều lấy bỏ. Cho nên cái gì tốt thì muốn lấy, cái gì xấu bỏ, cứ vậy suốt đời lấy bỏ, lấy bỏ, phải không? Đó. Nhiều khi mình thấy có được cái nhà lâu lâu, cái nhà cổ xưa đó là thấy không, xếp theo cái kiểu hiện đại nó mới vui. Rồi vậy thì theo cái mới bỏ cái cũ. Do đó mà từ cái nhà, từ cái mặt, từ cái xe cộ vân vân, cứ như vậy mà mệt, không lúc nào tạm lãnh. Như vậy thì suốt đời không tạm lãnh. Đó, thì tôi nhắc một lần nữa, bởi vì chúng ta đã mê lầm, nhận cái thân tứ đại là mình, nhận cái tâm duyên lự là tâm mình, hai cái thân, cái tâm là hai cái hư dối. Hoặc ví dụ như nhận hoàn toàn là biển cả, là cái si mê quá như vậy, rồi lại đồng thời nhận cái mọi cảnh bên ngoài cho là đẹp, là xấu, là gì đủ thứ, rồi cứ chạy theo cảnh mà suốt ngày, suốt tháng, suốt năm mê thân, mê tâm, mê cảnh, ba bốn cái mê đó, rồi chạy mãi lưu chuyển không cùng, cho tới ngày tắt thở trên đầu cuộc đời, không có biết trả lại, không có biết tình. Người như vậy quý vị thấy cái đáng thương không? Thương không? Nếu mà mình tỉnh mà thấy mê thì thật thương lắm, tội nghiệp quá, phải không? Thì cứ lăn ở trên mấy cái lượng sóng hoài, mà chụp bóng, chụp cái bọt này, chụp cái bọt kia, mà khổ sở. Mình đứng ở trên bờ nhìn thấy thì là đáng thương. Vậy đó mà người ta vẫn hài lòng, vẫn thỏa mãn, đến đổi khiến cho dễ nên mê lầm tạo nghiệp lẫn quẩn trong sáu đường chẳng ra khỏi được. Bởi chạy theo cái cảnh như vậy, đắm đuối trong cái cảnh như vậy, cho nên rồi mê lầm tạo nghiệp, mà tạo nghiệp rồi thì lẫn quẩn trong sáu đường luân hồi, không có ra khỏi được. Như vậy thì hết địa ngục lên ngạ quỷ, các ngạ quỷ lên xuất sanh, rồi lên quả người quả trời, và ta tu la từ nhào xuống, lộn lên lộn xuống về hoài, phải không?
chạy hoài không có dừng được, nó lẫn quẩn trong sáu đường sinh tử luân hồi không có ra khỏi. Cuối cùng cái mờ mình ban đầu mình sợ đều do cái lỗi một thoáng vọng mê, một thoáng vọng mê chân vậy. À, bây giờ hỏi cái gì là cái mờ mình ban đầu mà mình rất sợ đó, nó là cái gì? Cái gì? Chỉ là một thoáng, một chút vọng khởi ra quên chân. À, cái đó là cái gốc. Cho nên mình tu thiền người chín được ra thì biết đó là cái che cái chân rồi đó. Nếu là nó được chế ra thì cái chân bị rút. Như vậy cho nên nó bảo là buông bỏ tất cả vọng tưởng về chỗ đó, vì nó chế lên là đã che mờ cái chân. Tôi được dụ đó, cho nên cái gương sáng mà vừa có một cái tấm giấy hay là có cái gì mà đưa ngang vào đó nó cút cái đường sáng. Mà nếu có cái gì liên tục đưa tới hoài thì đường sáng không bao giờ thấy sáng. Như vậy chúng ta từ một cái điểm dính lên mà làm cho cái trên nó bị mờ đi, đó là cái gốc mà tạo ra đủ thứ nghiệp luân hồi trong sáu đường. Như vậy thì khuyên dạy quý vị tu là bỏ những cái điểm vọng tưởng giấy động để che lấp cái trên đó, đó là mình dẹp cái tâm đầu. Còn nếu mà khuyên quý vị bỏ cái lời nói hành động ác để nói cái lời lành, làm những việc lành, đó là phải chỉ cái gốc chưa, nghĩa là để chỉ cho quý vị đừng có tạo nghiệp ác để trở ba đường ác, tạo nghiệp lành để sanh ra ba đường lành, mà còn ba đường lành được ở trong cái dòng luân hồi hết là cũng nên rơi xuống dưới. Cho nên chưa phải là cứu kiếm, mà cái cứu kiếm là phải tìm tận cái ban đầu. Cái ban đầu cái gì? Tức là một cái nghiệp vừa dấy lên che khuất cái chân tâm đó. Cái đó là cái mình phải chú tâm gạt bỏ qua. Nên biết ba cõi chỉ có tâm, kẻ mê thì ngoài tâm chạy tìm pháp, người trí thì thấy cảnh chính là tâm. À, mấy cái câu này rất là khó hiểu, nhưng mà thực ra nó là cái căn bản. Nên biết ba cõi chỉ có tâm. Tại sao vậy? Tại sao tam giới chỉ tâm? Tại sao vậy? Vì tâm là cái biết. Ví dụ núi rừng cây cối nhà cửa vân vân, nó có. Nhưng mà nếu không có tâm mình thì nó có nghĩa gì đâu. Nó có ai biết nó thì nó có cũng như không có. Chỉ có cái tâm mới có thể biết được tất cả, nó biết được tất cả cho nên nó mới thành tất cả, đặt tên là núi, là thực, là sông, là biển. Còn nếu không có tâm thì tất cả cái đó có cũng như không có, không có nghĩa gì hết. Cho nên từ tâm mà tạo thành nghiệp có ba cõi, mà cũng ba cõi từ tâm mà biết ba cõi, chứ không có tâm thì không biết. Vì vậy cho nên ba cõi chỉ có tâm, kẻ mê thì ngoài tâm chạy tìm pháp. Mình mê cho nên không có qua về tâm mình, chạy ra ngoài tìm pháp này pháp kia. Người trí thì thấy cảnh chính là tâm. Đó. Cho nên nó là kiếm sắc tức là tâm, là thấy cảnh tức là tâm. Thì sao thấy cảnh tức là tâm được? Bây giờ ví dụ chúng ta vào đây thì chúng ta phải đi có cây thông. Cây thông có phải tâm được không? Phải không? Nếu cây thông rất là tâm mình, nó bẻ nhánh mà mình có đau. Đau không? Mấy người ngoại, ngoại của không đau, tôi đau. Vì tôi trọng cho nên bẻ tôi đau. Như vậy thì thấy
biết được cái không, biết được cái không, thấy được cái không. Nếu mà có tâm thấy được đó, biết được đó, như vậy biết cái không đó là tâm. Thì như vậy thấy sắc tức là biết được tâm, chứ không gì hết. Nếu không tâm thì không biết sắc, thấy sắc. Như vậy cho nên nó là thiếu sắc là tình tâm. Nên thấy được hình tướng liền rõ được tâm mình. Nếu không có tâm mình làm sao biết được hình tướng, thấy được hình tướng. Đó là những cái câu rất là khó hiểu, nhưng mà khéo tu thì rồi sẽ nhận được cái lẽ đó. Mà nếu thấy sắc thì biết được tâm. Như vậy tức là mình còn thấy cái sắc nào quan trọng không? Vì cái nào cũng từ tâm mình hết rồi, thì còn có cái gì nữa mà quan trọng? Thì cho nên đây là người trí thấy cảnh chính là tâm. Cảnh nào cũng không ngoài tâm mình. Nếu ngoài tâm mình thì mình không biết, mà mình biết là không ngoài tâm mình nữa. Cho nên chỗ này nhiều khi tôi nói là có nhiều người thôi khó hiểu. Bây giờ tôi nói rằng nếu tôi thấy được cái ly thì cái ly nó có ngoài cái phạm vi thấy của tôi không? Nếu ngoài phạm vi của cái thấy của tôi có thấy không? Thấy không? Nó cùng cái sức thấy của tôi, ngoài cái sức thấy của tôi thì tôi đâu thấy nó. Mà tôi thấy nó thì nó ở đâu thấy tôi đâu. Thì như vậy tôi thấy cái ly thì cái ly đó là chính tôi thấy. Nó cái thấy tôi trùm cả cái ly rồi, nó là thấy sắc chứ không thấy tâm. Nên cái ly là sắc, nhưng mà biết rằng cái sắc này nó không ngoài tâm mình. Nếu ngoài tâm mình thì mình không thấy. Thì như vậy cả bầu trời, cả núi non mình thấy cái đau lưng, không cái nào ngoài mình. Ngoài mình không thấy. Mình thấy là tâm thật mình. Đó là cái thấy, cái biết. Như bây giờ mình biết tới cung trăng thì tôi chưa chắc cung trăng không phải cái biết gì đó. Rồi tất cả chỗ khác mình cũng biết. Cái biết mình, cái gì mình biết được nó thì nó không phải cái tâm. Cho nên cái thấy, cái biết của mình đến đâu thì cảnh vật đó nó đều không ngoài cái tâm của mình hết. Vì vậy mà hiểu rằng tất cả không có ngoài tâm. Cảnh tức là cảnh của tâm, tâm tức là tâm của cảnh. Như vậy thì cảnh không ngoài tâm, cho nên cảnh tức là tâm. Mà từ tâm mà biết được cảnh, cho nên tâm cũng tức là cảnh. Cảnh với tâm không phân lợi nhau. Đối cảnh chẳng mê, gặp duyên chẳng động, năng sở thành lẫn nhau, lòng thành lẫn nhau, một thể không khác. Đó, đây là cái đặc biệt của tiểu tu. Đối cảnh chẳng mê, chẳng mê là chẳng sao. Đối cảnh chẳng mê tức là gặp cái cảnh mà mình không có quên. Không quên cái gì? Biết cảnh không có ngoài tâm là không có mê. Còn nếu thấy cảnh ở ngoài tâm đó là mê. Mà nếu thấy cảnh không ngoài tâm á thì gặp duyên chẳng động. Vì có cái cảnh nào mà ngoài mình đẹp xấu thì có ngoài mình đi lên, thì đẹp cũng không có giấy động mà xấu cũng không giấy động, cho nên gặp duyên chẳng động. Năng sở làm thành đến nhau, năng làm hình và tâm sở và cảnh hai đó làm thành đến nhau, một thể trong cái tâm cảnh không hai. Tôi thấy cái ly thì cái ly thì cái thấy tôi không hai, phải không? Nếu ai thì tách rời, tách rời không thấy, không biết. Như vậy đó là cái lối nhìn tường cảnh. Nếu hay đã cảnh chỉ là tâm, liền đó ngộ tâm thành đạo. Nếu người nào mà thấu suốt được cảnh chỉ là tâm, không có cái cảnh ngoài tâm, liền đó ngộ được tâm, ngộ tâm thành đạo. Như vậy thì chừng đó mới thấy cái tâm mình
nó trùng khắp, nó không còn giới hạn như cái tâm nghĩ đang sanh, như cái thân nghĩ đang sanh, cái thân tứ đại gì nữa. Thì như vậy cảnh và tâm không hai, đó là đạt đạo. Giác cộng vọng niệm từ vô thủy nhiếp thu cảnh trở về tâm, chân như khỏi khoái cột, tức là thứ kiện lìa tấu diễn được giải thoát. Giác cộng vọng niệm từ vô thủy đó, mình giác ngộ tạo cùng tất cả vọng niệm từ vô thủy nhiếp thu cảnh trở về tâm, nghĩa là tất cả cảnh mình đều thấy không ngoài tâm, tức là quan đã về tâm. Thì như vậy cái chân như ra khỏi khái cột, như vậy thì cái tâm chân như không bị khái cột nữa, tức là xuất hiện lìa tấu diễn được giải thoát. Sở dĩ ngày nay chúng ta diễn là diễn cái gì? Diễn tâm hay diễn cảnh? Hầu hết là diễn là diễn cảnh. Mà nếu thấy cảnh có ở ngoài tâm, cho nên nó cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, cảnh này mình thèm muốn, cảnh kia mình không ưa, vân vân. Tất cả cái thèm muốn không ưa thì đó phải là cấu diễn. Mà những cấu diễn đó mình biết cảnh không ngoài mình mà có, thì tự nhiên mình ưa cảnh là ưa tâm. Phải không? Thì nó là không ngoài tâm thì có cảnh tức là tâm, mà tâm cũng tức là cảnh, thì còn cái gì nữa mà phải theo cảnh, mê cảnh? Thì không theo cảnh, không mê cảnh thì cảnh làm gì có buồn được. Cho nên sáu cảnh không có lôi kéo, mà sáu cảnh không lôi kéo thì mình được giải thoát sinh tử đơn giản như vậy. Như vậy thì một cái nhìn, nếu nhìn thấy cảnh có ngoài mình, ngoài tâm, thì đó là dễ bị cảnh nó lôi cuốn. Và nếu thấy cảnh không ngoài tâm thì cảnh không lôi cuốn mình được. Mà nếu cảnh lôi cuốn thì nó dẫn mình đi luân hồi sinh tử. Và nếu mình thu nhiếp được cảnh thì đó là thoát đi sinh tử. Hằng học với thanh tịnh bản nhiên thì chẳng còn thanh trở lại. Nếu mà mình học với cái tâm thanh tịnh sẵn vậy thì chẳng còn thanh trở lại cái sinh tử hay sanh lao nữa. Và núi sông quả đất mọi tướng hữu vi như bà ra khỏi quảng trọn cảnh còn chín bụi đất. Nếu mình thấy tất cả cảnh đều không ngoài tâm thì như vậy cảnh không còn gì để mà quyến rũ lôi cuốn tâm. Mà không quyến rũ lôi cuốn tâm thì mọi cảnh đều không có cái gì mà dính bẩn hay là làm cho mình phải rối loạn. Do đó cho nên giống như bạn đã phải loạn, tức là bằng lòng. Dường như cây đã trái thành cho, đâu có mọc cành lá được nữa. Thì được như vậy thì giống như cây nó trái thành cho rồi, không còn mọc lên cành lá. Mọc thêm được là được mãi, cậu né vị lai thoát hẳn cảnh giam giữ ở mãi nơi quả thấm vệ. Nếu ai nhìn người, nhìn vật đều biết không ngoài mình, không ngoài tâm mình mà có, thì người đó không bị cảnh lôi kéo, người đó sẽ được tự tại, người đó sẽ được giải thoát. Mà cái được đó một lần được là được mãi không hết. Đó cái lời giải thích rất là sâu xa của ngài. Xong đại đạo nhất thừa tốt thượng này, nếu người căn khí linh lợi một nhảy liền thẳng vào đất Như Lai. Cái chỗ mà đại đạo đích thừa tốt thượng này, tức là thiền tâm đó, nếu người căn khí linh lợi một cái nhảy liền thẳng vào đất Như Lai, chứ không có cái lựa trình. Nếu người căn khí chậm lục thì phải làm thế nào?
Nếu người kia nhảy cái tới, còn bây giờ người yếu quá nhảy cái tới thì làm sao đây? Đó, thì đây hẳn phải do công phu học từ dưới lên trên, thứ lớp dẫn vào pháp môn mới có thể được. Thì những người mà chậm được đó, thì phải do công phu học từ dưới lần lên trên, thứ lớp mình vào pháp môn thì mới có thể được. Khiến cho họ đi một bước tự có hiệu nghiệm một bước, lên một cấp tự có khuôn khổ một cấp. Đó cũng chính là ý đi xa thì từ gần, lên cao thì từ thấp. À, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà hiện giờ tôi có trách nhiệm hướng dẫn quý vị đó. Ví dụ như nói về thiền tâm, có dạy mình để hơi thở không? Không có, mình để cái khóc tới rồi. Thấy chuyện này thì hết rồi. Mà bây giờ để hơi thở tích lập phương tiện, thấy không? Đó, và phương tiện đó để từ thấp đến cao. Tôi nói cái chỗ mà nhảy thiền vào đó là trường hợp như tổ Huệ Cả và tổ Bạch Bồ Đề Đạt Ma đem tâm ra an đó. Ngày thiền tao cùng không khác, nói câu thiền tâm được tổ Đạt Ma nó ta an tâm thì như rồi ngay đó cái ngày nhảy vào, cho nên gọi là biết được và nhảy vào đó không cần phương tiện gì. Như bây giờ người tới học tu thiền mà nói như vậy, bảo vệ các nó biết làm sao tu. Thôi bác hãy ngồi nghiêm chỉnh, thở ra đến một, hít vô thở ra đến hai, cứ như vậy từ từ xong nó yên lặng lần, và từ bỏ cái này qua cái khác, cho tới lúc nào đó miệng thở không theo thì nó đi từ vật từ vật. Nhưng mà mỗi vật trong đây có nói, mỗi vật đều có khuôn khổ của nó, có điều kiện của nó. Tức là mỗi vật đều có khuôn khổ của điều kiện. Ví dụ như đến hơi thở thì phải làm đúng cái khác đi. Đến hơi thở và từ đến hơi thở ban đầu nó loạn, nó lan sang, nhưng mà làm lành để nó được định, nó hết loạn, tâm nó có cái điều kiện là không có quên số nữa, thì đó là nó có cái kết quả. Từ kết quả đó mà có bước qua cái khác, như vậy thì từng bước đều có hiệu nghiệm, đều có kết quả, và đi thẳng vào mới được, chứ không phải ai cũng nhảy một nhảy cho tới hết. Như vậy thì cái phương pháp dạy đó cũng chính là cái ý muốn đi xa thì phải từ gần, rồi muốn lên cao phải từ thấp. Không có thành công mà muốn leo dốc núi thì phải từ ở dưới đất bằng, phải không? Đi từ lên mãi rồi sẽ đến dốc núi. Còn ta có thành công nên nhảy cho tới dốc núi. Ví dụ trong bộ không thế nào? Thì như vậy thì mình không thể vì thấy người ta nhảy cái lên tới mà mình phải bây giờ phải đi từng bước trên núi đi lên, mình có tuổi thanh không? Tuy mình đi từng bước lên, nhưng mà mình lên rồi ấy, thì mình sẽ sao? Cuối cùng cũng đến đất núi vậy. Còn ta nhảy ra tới thì ta cũng đến đất núi. Mình khác nhau thì có cái nhanh và cái chậm, thì dồn cho chậm mà cố gắng đi thì cũng có, phải không? Chứ đừng thấy người ta nhảy thì mình thất chí buồn quá, người ta nhảy cái là mình chỉ đau quá khổ, phải không? Còn anh có thành công chứ cứ nhảy lên, tôi thành công thì từng từ cứ đi qua thì cũng có, phải không? Thì như vậy ai rồi cũng làm được, chứ đừng có thấy người ta vậy rồi mình vì nổi cái thất chí rồi thối lui, cái đó là cái không hay. Nếu chẳng biết ra ba thực hành công phu vào cửa thì đâu hay chống đến địa vị xong xuôi học bạch. Nếu mà chúng ta không có biết cái cách tu để tiến vào cửa
mà không vào cửa được thì làm sao mà đến cái địa vị cứu cánh à. Nếu chưa thể tận tâm thì đâu hay rõ lắm à. Dùng mấy từ này, chưa thể tận tâm thì đâu hay rõ lắm. Tận tâm nghĩa là sao? Thường thường mình hay nói tận tâm tận lực thì tức là gì? Tận tâm tận lực có nghĩa là mình dùng hết sức, phải không? Nhưng ở đây không phải là tận tâm và tạo của tâm. Tạo của tâm là tâm gì? Tức là tất cả những cái tâm lăng xăng vọng tưởng nó hết sạch, thì từ đó mình mới rõ được cái tánh chân thật của mình. Chứ còn nếu tâm lăng xăng nó chưa sạch, chưa tọc thì cái tánh mình cũng không thấu rõ được. Chưa thể minh tâm thì đâu hay chiến thắng. À, để chỉ tận tâm là một lớn lớn khác với cái minh tâm. Minh tâm tức là nếu mình chưa có sáng được tâm thì đâu có thể thấy được tánh. Như cái người tu của mình, nếu mình chưa biết cái nghĩ suy, cái tâm mà vọng lữ ở trên đó, mình chưa có biết nó là hư dối, tâm duyên lữ trên đó, mình chưa biết nó là hư dối, thì mình có thể nhận ra được cái bản tánh chân thật không? Cái dối mà mình không biết dối thì không bao giờ nhận được cái thật. Cho nên trước phải thấy rõ cái tâm hư dối. Tâm hư dối đó thì không có lầm, không có theo, thì nó mới từ từ yên lặng. Yên lặng thì cái tánh chân thật nó mới hiện ra. Cho nên nó là chưa thể minh tâm thì đâu hay kiến tánh. Kiến tánh thì thấy, phải thấy rõ được tâm rồi sao mới biết được tánh. Chứ là không phải bước vào có được thấy tánh. Hiện ra nói tâm nói tánh là đường thứ hai, nó không hai. Tâm có khi nó trồng cả cái tâm vọng và tâm trên, cho nên nói tâm thì nó là cả mang hai mặt, vọng và trên. Còn tánh là chỉ cho cái chân thật bất di bất diệt. Bởi vậy cho nên cái tâm lạnh vọng và trên á, bị gì nói cho thiệt trắng ra tâm là gì? Là cái biết. Và cái biết của mình biết do suy nghĩ và biết cách tự nhiên. Cái gì hay có không? Biết do suy nghĩ thì cái biết đó là cái biết lăng xăng trong đầu. Còn biết cách tự nhiên là thấy người, biết người, nghe tiếng đàn, giữ tiếng đàn, tiếng trống, tiếng trống. Cái đó có suy nghĩ không? Như vậy thì sáu căn mình đều có cái biết tự nhiên. Rồi trong đó có cái biết suy nghĩ. Cái suy nghĩ, cái biết suy nghĩ đó là cái biết đó gọi là phẩm thức hay là phẩm tâm. Cái biết đó thì cái biết lăng xăng. Còn cái biết cách tự nhiên thì có lăng xăng không? Không có. Mà quý vị hả? Cái biết tự nhiên này quý vị thấy nó lăng xăng. Có bóng vào được gì không? Có không? Nó có bóng vào. Mà cái biết suy nghĩ thì có bóng. Thấy không? Suy nghĩ thì cái cây thì có bóng cái cây. Suy nghĩ thì con người thì có bóng con người. Như vậy thì cái biết tự nhiên thì cái biết nó không có một cái bóng nào hết. Mình tự nó hiểu điểm như vậy. Còn cái biết suy nghĩ thì nó là cái bóng sinh diệt. Mà mình bây giờ nói tâm là mình nói cái án suy nghĩ là bóng, phải không? Chứ không có nhận ra cái biết tự nhiên. Vì vậy mà cái biết suy nghĩ là cái biết tư gió, không có thật. Còn cái biết chân thật ấy, thì nó không có bóng. Bởi trong bóng cho nên nó là thật. Bởi trong suy nghĩ cho nên nó không suy diệt. Đó. Mà cái biết đó thì nhận ra nó là tánh. Còn cái biết là cái lăng xăng đó, nó là
là cái biết là trong cả tâm và tâm ở trong đó, hay là tâm trên và tâm vọng trong đó. Cho nên nói tâm thì chuyên thể trên vọng, nói tâm thì chỉ cho cái tâm chân thôi. Như vậy thì đoạn này Ngài muốn nói cho tất cả chúng ta hiểu rằng cái người tu thiền thì đứng ra những cái bậc mà thức duyên đầy đủ, nghe một câu, một hành động của các thiền sư thiền thiền ngộ được thấy, cho nên nó một nhảy thẳng vào Đức Như Lai. Còn nếu chúng ta thời nay vì không có đủ cái duyên nhiều đời, cho nên phải đi thứ tự từ thấp lên, mà nếu chúng ta có ý chí, có quyết tâm thì rồi chúng ta sẽ đến nơi đến chốn chứ không có gì lạ hết. Nên biết minh tâm chính là mái vào trí tuệ trong biển sanh tử, kiến tánh chính là thuốc hay trong bệnh tiền não. Đó là hai câu này, nó là hết sức quan trọng. Minh tâm là mái chèo trí tuệ trong biển sanh tử. Con thuyền đi trong biển sanh tử mà nếu không có mái chèo thì ngày xưa là mái chèo, bây giờ phải nói gì? Không có mái nhỏ thì bị gió, bị sóng, bị dồn dập chắc không bao giờ đến được đích. Nếu muốn được đến được đích thì phải có cái mái chèo mới chèo con thuyền đưa mình đến đích, tức là ra khỏi sinh tử. Như vậy minh tâm tức là thấy rõ được cái lẽ thật của tâm mình, cái nào vọng, cái nào chân, thì đó là cái gốc để mình vượt ra biển sinh tử. Kiến tâm chính là thuốc hay trong bệnh phiền não. Cái kia trong biển sinh tử, cái này trong cái bệnh phiền não, đúng ra phải nói trong cái rừng phiền não. Chứ nó bệnh phiền não nó không có hợp với cái chữ biển sinh tử, phải là trong rừng phiền não. Thuốc hay trong rừng phiền não. Biển phiền não đối với chúng ta thì nó quá nhiều, mà nếu mình không kiến tánh thì không biết tiền nào sạch hết cái bệnh, cái rừng tiền não này. Mà nếu tiền não mà không sạch ấy, thì không bao giờ chúng ta có phải sinh tử. Như vậy thì muốn trị cái bệnh tiền não thì nhờ kiến tánh, muốn ra khỏi điểm sinh tử thì nhờ tinh tâm. Như vậy thì tại sao kiến tâm trị được bệnh phiền não? Nếu mà tất cả chúng ta buồn, giận, thương, ghét là chúng ta sống với tâm nào? Tâm nào? Nghĩa là nếu không có nghĩ tưởng, suy tính thì đâu có buồn, thương, giận, ghét, phải không? Buồn, thương, giận, ghét là do cái nghĩ tưởng, cái suy tính, đó là sống với tâm vọng. Bởi sống tâm vọng cho nên chúng ta sanh ra tất cả các thứ phiền não. Bây giờ đây chúng ta kiến tánh, tức là nhận ra được bản tâm, tức là nhận ra được cái tâm chân thật trong tâm rồi, thì chúng ta đâu có suy tính nghĩ tưởng nữa, mà còn như nào? Cho nên nó trị được bệnh phiền não. Như vậy thì tu muốn ra khỏi sanh tử thì phải nhờ minh tâm, muốn sạch hết phiền não thì phải nhờ kiến tánh. Nếu như sau khi được minh tâm kiến tánh rồi, lúc đó mới dùng cảnh giới trị sạch tự tâm, dùng tinh tấn làm cho tự tâm kiên cố,
dùng nhẫn nhục làm cho tự tâm phẳng lặng, dùng giác chiếu làm cho tự tâm trong sạch, dùng trí tuệ làm cho tự tâm bén nhạy sáng suốt, dùng tri kiến Phật làm cho tự tâm mở bài, dùng bình đẳng Phật làm cho tự tâm rộng lớn. Ngài dạy nếu sau khi chúng ta tu mà được minh tâm kiến thánh rồi á, được minh tâm được kiến thánh rồi, đừng nghĩ nghe đó là xong, mà còn phải dùng cái cảnh giới trị sạch tự tâm. Dùng cảnh giới trị sạch tự tâm là sao? Tại sao dùng cảnh giới trị sạch tự tâm? Như ở trên đã nói, không có cảm ở ngoài tâm, mà cũng như không có tâm nào ngoài cảnh. Cảnh tức là tâm, thì như vậy thấy cảnh tức là thấy tâm. Lúc đó mình đâu có cái duyên lữ mà làm cho phiền não, cho nên gọi là nhận dùng cảnh giới trị sạch tự tâm, dùng tinh tấn làm cho tâm, cho tự tâm kiên cố. Là luôn luôn tuy rằng đã minh tâm kiến tấn mà vẫn tinh tấn, để cho tâm càng kiên cố, chứ không phải nói minh tâm kiến tấn rồi nó dốc. Thấy đó là tốt là đủ, mà phải luôn luôn tinh tấn. Mà tinh tấn không cũng chưa được, phải dùng nhẫn nhục làm cho tự tâm phẳng lặng. Nghĩa là dù cho mình có minh tâm kiến tánh, nhưng ai đó mà thấy mà biết à, thầy đã tu có kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh rồi, nhưng mà họ muốn chặt chơi, nói muốn giúp cho minh tâm kiến tánh gì là thiên hạ, lừa tiền thiên hạ, nói vậy cho mình chặt. Nếu nói vậy thì mình dấy cái tiền não lên thì tâm nó động, phải không? Cho nên kẻ nói gì nói, chê gì chê, mình cũng nhẫn nhục bỏ qua hết thì tâm mình nó mới thẳng lặng, nó chưa ổn. Chứ còn không kéo thì tâm mình cũng sôi động lên rồi cũng thành tiền não. Như vậy đó, tuy minh tâm kiến tánh mà vẫn dùng cảnh giới để trị sạch tự tâm, mình dùng tinh tấn làm cho tự tâm kiên cố, dùng nhẫn nhục làm cho tự tâm phẳng lặng, dùng giác chiếu làm cho tự tâm trong sạch. Giác chiếu làm cho tự tâm trong sạch, thí dụ thấy cảnh thấy người mà có những cái gì mình hơi bận rộn thì phải giác chiếu rõ ràng cảnh không thật, người không thật, không là tâm thì có, luôn luôn nhắc như vậy thì kiếm được tự tâm mình trong sạch, không có nhiễm, không có nhơ. Dùng trí tuệ làm cho tự tâm bén nhạy sáng suốt, lúc nào mình cũng dùng cái trí hoặc quán chiếu nhìn sự vật, chứ không có nên bỏ cho nó luôn mờ. Như vậy thì nhờ trí tuệ làm cho tự tâm bén nhạy sáng suốt, dùng trí kiến Phật làm cho tự tâm mở bài, tức là phải nhận ra nơi mình có tri kiến Phật, mà thấy được mình có tri kiến Phật rồi thì cái tâm mình nó càng mở và càng rộng. Dùng bình đẳng Phật làm cho tự tâm rộng lớn. Bình đẳng Phật tức là cái tâm Phật là tâm bình đẳng rộng khắp, cho nên nhớ cái tâm bình đẳng đó mà làm cho tâm mình mở rộng, không bị hạn cuộc. Nếu sáng tỏ được tâm này thì chấm vượt khỏi sanh tử, viên chứng niết bàn. Nếu người nào sáng tỏ được tâm này, tức là cái tâm thanh thoát rộng lớn bất sanh bất diệt đó, thì người đó chấm vượt khỏi sanh tử, đều viên chứng niết bàn, tức là tròn chứng được quả vị niết bàn. Nếu mê mờ tâm này thì luân hồi mãi mãi bỏ hết tánh chân. Nếu người nào đối với tâm chân thật của mình mà mê mờ không biết
thì người đó phải luân hồi mãi mãi, người đó bỏ mất cái tánh chân thật của chính mình. Đó. Cho nên chọn dẫn ra ngoài tâm này, rốt cuộc rồi thì không ra ngoài, ra khỏi cái tâm này. Nếu lìa tâm này thì không có quyền diệu vậy. Về sau dù có công phu thứ đó đã qua chính là thành tựu cái ấy mà thôi. Nếu mà mình đời cái tâm chân thật của chính mình thì không có cái gì gọi là quyền diệu hết. Mà mình về sau dù công phu thứ đó tu để tiến lên, nhưng mà rốt cuộc rồi tiến tới chỗ cuối cùng cũng chỉ là cái ấy, cũng là tâm này thôi, không có gì khác. Đó, đó là cái chỗ rõ ràng. Những lời trên đây chính là phương pháp tu hành, là yếu vực thành tiên chứng thánh, là cửa tròn đủ vào đạo vào đức. Thì tôi thấy ngài nói, ngài Quán Trí nói thì rõ ràng, nhưng mà ngày lâu lâu là cũng thích đi một chút. Trên lẽ ra thì thành họ chiến thắng, hay là thành Bồ Tát chiến thắng, thành tiên chiến thắng. Vì hồi xưa ảnh hưởng đạo Nho với đạo Lão nhiều. Như vậy những lời trên đây tức là lời mình chỉ thẳng cho chúng ta cái đường lối tu thấu suốt tâm tánh, đó là cái yếu phục, cái chỗ mà cái kỹ thuật thiết yếu để cho mình thành Phật thành tổ, là cái cửa tròn đủ vào đạo vào đức, vào đạo đức nó được tròn đủ hết. Xưa ngày An Nan nhớ giỏi không khóc điều gì đa văn tổng trì, nhưng trải nhiều năm mà chẳng lên được thánh quả. Khi dừng viên chiếu soi trở lại, liền chứng vô sanh, bởi tâm Phật vô trọn ngày, thiết chạy ra ngoài, thì mỗi lúc càng xa, càng trái đó thôi. Thành đến đây, thì nhắc cho mình thấy, mình biết, tu là phải quay lại, phải nhìn sâu tận cùng ở nơi mình, chứ không nên chạy ra ngoài. Đó, mới dẫn. Xưa ngày An Nan nhớ rõ không sót điều gì đa văn phẩm trì đó, tức là Phật thuyết pháp trong kinh diễn tả. Phật thuyết pháp ngày An Nan nghe giống như cái nước từ trong bình này rót vào bình kia, không rơi ra ngoài một giọt. Bao nhiêu là rót bình này bao nhiêu qua bình kia đủ mấy kia không mất một giọt. Thì như vậy thì cái sức nhớ ngày cỡ nào, nên là Phật nói nhiều chưa hết cái nhiều, chứ không sót chữ nào. Đó, vậy mà nhiều năm cũng không chứng được quả A La Hán. Thông minh vậy đó, không chứng quả. Tại sao? Vì cái đó là đi chặn nó bên ngoài, chưa có quay về mình. Đó, là tới khi mà Phật nhập niết bàn rồi, thì Ca Diếp mới đứng ra triệu tập cái kỳ mà thiết tập kinh tập thứ nhất. Ngài triệu tập hết các vị chư A La Hán lại năm văn điện để mà đọc lại những lời Phật dạy thiết tập. Thì khi triệu tập lại thì các ngài đồng ý cử A Nan là cái người để nói lại thuyết lại cái những bài pháp của Phật. Nhưng mà nói vậy thì trong đó người ta có cái nghi là bởi vì ngày An Nan tiếp lại những cái lời của Phật dạy từ đầu chí cuối, nhưng mà thực tình khi Phật thành đạo thì ngày An Nan sao nói xong phải không, nên khánh hỷ á. Thì như vậy ngày thành đạo rồi ngày đi trước pháp tới bao lâu rồi ngày An Nan mới được theo, đúng không? Như vậy thì cái khoảng đó là sao? Sao có đâu này nghe, mà nghe thì nhớ. Nhưng mà trong đó có một câu chuyện thế này, đó là lúc mà chọn Phật Di Giả,
Thế là lúc cái mẹ anh An nó 25 tuổi là bà yếu rồi, bà cũng phải 80 rồi thì mới các vị lớn mà đề nghị nên Phật Thế Tôn giờ lớn tuổi đi đứng một mình cũng hơi khó khăn, phải có người giúp đỡ để thì phải chọn người làm thị giả. Khi chọn làm thị giả đó thì mình là một kiều liên xin làm thị giả, ngày sau là tốt xin làm thị giả. Các ông có thể còn thiếu tôi nữa đó, thị giả cái gì? Rồi cuối cùng cái tình đề nghị Ngã Nang làm thị giả, thì Ngã Nang lúc đó nó 25 tuổi rồi. À, thì Phật chịu. Phật chịu nhưng hỏi Ngã Nang, quý vị chỉ hỏi Ngã Nang, Ngã Nang cũng chịu. Ngã Nang nói, vì tôi chưa có được thông suốt cái gì Phật dạy, bây giờ nếu mà Phật muốn chung tôi làm thị giả thì cho tôi yêu cầu 5 điều, thỏa mãn 5 điều đó thì tôi làm. Và trong 5 điều đó, 5 điều là những bài kinh Đức Phật đã nói trước mà tôi chưa được nghe đó, bây giờ Phật phải nói lại cho tôi nghe. Chiêu cái đó với ân đồng thị giả thì có cái điều đó. Cho nên sau này thì những cái bài kinh mà Phật nói trước thì đừng nhắc lại cho thầy nghe đó. Vì vậy mà tới chuyện giết Phật thì biết đủ. Chứ còn không thì người ít thì ít thì đâu mà không lo mà hết. Bởi vì có lẽ đó là một cái điều phương tiện để là ngài nghĩ tới cái thiết tập sau này, ngài xin Phật. Thì như vậy đối với ngài An An là một con người thông minh, nhưng mà tu tới khi gặp Niết Bàn là ngài chưa có chứng quả, chưa chứng quả A La Hán. Thì như vậy khi nhớ là Phật không hành, mà nhớ được phải học cái tiếng đạo, nhớ được bài tập ở ngoài mà mình nhớ, thì cái nhớ đó là chỉ giỏi về văn tự chứ mà không có tiếng đạo. Thì khi mà học rồi thì các vị đề nghị Ngài An An phải kiếm tập kinh, tức là thuộc lại hết những cái bài kinh mà đã nói để nghe nhà cô mình kể lại. Thì có một số vị tư từ trong đó thầy ca diếp ngày chê Ngài An An chưa tiếng A La Hán cho nên không có được vô. Từ ngày An An thì tối quá, bây giờ mình khổ khánh kinh mệnh đó mà không trả được kiếm tập rất là tối. Đây ngày buồn quá, cái ngày ra ra mà núi thì vô tâm cái đạo này ngồi rồi tìm suốt đêm từ giờ hôm mà tới khuya, tới khuya cái này tiếng được ai lại để sáng đây thì ta sẽ họp tới thầy vô vô tâm cái núi thì sẽ vẫn đấy anh ta là vào trong đó hết đóng cửa lại. Những ngày tới sau thì đó cửa thì nó cho ngài vào để trong ngày khai giết nó ra. Nếu ông chứng được A La Hán thì ông tự vào cần gì phải mở cửa để người ta dùng thần thông để chứng vô bậc để chứng minh rằng cái hội tiếp tập lần đầu chỉ là A La Hán chứ không phải có được Phật tu nào trên đó hết. Nhưng mà ở đây dạy để thấy rằng nghĩa là bao nhiêu năm theo Phật học nhớ hết mà không kết quả, chỉ có một ngày một đêm rồi quay lại nhìn kinh A La Hán. Thì quý vị sẽ thấy cái giá trị của người học và của những tu khác của mình. Bởi vì học là mình lượng đạt ra ngoài mà tôi thường gọi là cái đủ suy trí, và ngồi lại định tâm để cái trí vô sinh phát ra, mà trí vô sinh là cái trí chân thật. Cho nên kết quả cho nên cái gì đó. Bởi vậy cho nên rồi mình ngồi tu cảm thấy giúp mà trực tiếp không nếu mà kết quả thì đâu có giúp, có Phật nào có Hà La Hán nào không có chứng quả, phải không? Chỉ là ông thành Phật không có chứng quả Hà La Hán. Thế nếu mà chứng quả Hà La Hán thành Phật thì lúc nào nói gì cũng thành Phật. Nó cần đi học hoài thì học không biết chuyện nào hết. Học ông này là còn ông kia, học ông kia còn ông nọ. Học kiếp năm còn kiếp tay ối được cái kiếp hết. Học xứng đời ông lọ. Mà rồi học đã đời cũng không kiếp gì hết. Còn cái này thì mình ngồi mình tu quay lại tìm cho ra cái gì thực mình.
Chừng nào mà mình tìm ra được cái đó thì mình tiến hóa. Mà tiến hóa rồi thì nói thì cũng mình thoát được hết. Như vậy thì quý vị thấy cái nào gần hơn cái nào. Nói vậy không có nghĩa là chúa được đi học nha. Khi tình duyên chiếu xoay trở lại nó liền chứng vô sanh vô tâm và a la hán nè, tức là mình nói ngã na như chỉ tình duyên chiếu xoay trở lại trong một đêm là chứng được a la hán. Bởi tâm hoàn phu trọn ngày cứ chạy ra ngoài thì mỗi lúc càng xa càng trái với pháp luật, đó là cái điều đáng thương. Tâm hoàn phu trọn ngày cứ chạy ra ngoài, quý vị có chạy không? Trọn ngày chạy ra ngoài hay trọn ngày xoay lưng đâu? Nếu mà tăng ni thời nay mà không có bắt ngồi thiền thì chắc là cũng khó mà xoay trở lại, thấy không? Vì vậy mà ở đây khắc khe trước là bắt ngày để phải 6 giờ xoay lại. Giờ đó cũng không ngó, cũng không thấy cái gì, không nghe, không nghe được cái gì, buộc phải đi xoay lại, đi xoay lại để mà phản chiếu. Chứ còn nếu chạy ra ngoài thì càng chạy thì càng xa, càng xa thì càng trái mất cái chân thật của mình. Rồi không biết chừng nào mới quay lại, chừng nào thấy được chính mình. Đó là cái quan trọng. Là bậc học đạo chẳng lo gì không thành tựu, chỉ lo chẳng sinh năng. Cái câu này là câu là khuyến khích người học đạo chẳng lo gì không thành tựu mà chỉ lo chẳng sinh năng. Mình ở đây có cái bệnh muốn được thành tựu, chỉ muốn sao tôi ngộ đạo, sao tôi tiến hóa, mà không chỉ cố gắng tu. Thì như vậy thì cái mong muốn đó có phải là hảo nguyện không? Cho nên cái căn bản là phải siêng năng, nó phải cần mạnh, cái đó là cái trên hết. Mở siêng năng cần mạnh thì tất cả cái công phu tu hành để đạt đạo nó sẽ đến. Nếu còn không siêng năng cần mạnh, dầu cho có mong mỏi cũng là vô ích. Nếu hay dòng đạt và siêng năng thì chưa có ai tham thiền mà chẳng ngộ. Để chữ tham không được tham, không biết tham cái gì. Bởi vì nên phải nói từ đó, nếu hay động đạt và siêng năng thì chưa có ai tham thiền mà chẳng ngộ. Thì quý vị nhớ mấy câu này cho kỳ. Giả sử lập chí chẳng vững, niềm tin đạo chẳng mạnh, đó là phải không phải gấp, sớm làm chiều lại đổi thay, mới đầu siêng năng đến giữa trình thì buông nghỉ, thích tâm một chốc lúc tâm chốc lát lại chán với thời gian lâu dài. Nghe thấy gì? Chẳng đó, thì đây là nói cái bệnh của những cái người tu hiện giờ. Giả sử lập chí thì nó chậm chưa có vững, nó chưa có vững, nên tin đạo thì chẳng mạnh, chí không vững, tin không mạnh. Nó sớm làm chiều lại đổi thay, thì sáng thì coi họ ăn hái lắm. Tính rằng ngày nay mình tu hay, tu ngon lành, nhưng mà sáng tính dậy đó, nhưng chiều sách bồ đoàn lên cái rồi không, để tu từ từ, thấy không? Không biết đây có mình nói nhiều không? Chắc có bao nhiêu. Mới đầu thì siêng năng, đến giữa chừng thì buông nghỉ, bằng đầu thì siêng lắm, nhưng tới giữa chừng thì thả trâu. Thích trong chốc lát lại chán với thời gian lâu dài, nên làm mà từ ba bữa
đạt đạo hăng lắm, nhưng mà nói tới 10 năm 20 năm ngắn quá, đúng không? Cho nên cái đó là cái bệnh. Thì như vậy trên đường tu chúng ta phải ngược lại cái này, phải không? Muốn thành công ngược lại, nếu đây là trí không vững thì mình phải là trí cho vững, nên tu đạo phải cho mạnh. Sớm chiều đều duyên một không đối ai, lời mới đầu xiên cuối cùng cũng vẫn xiên. Nghe là dầu quá thời gian bao lâu cũng không thành chán, không chán. Như vậy đó là cái người sẽ thành công. Còn nếu mang cái bệnh này á, bệnh này như thế tức là mang cái bệnh này ấy, mà không hỏi được cùng làm bạn với chư tổ, đơn này tôi sửa lại đi. Từ đó thật là mong ruột thay, chứ còn nó chẳng khủng là nghe rối quá thế là. Như thế mà mong ngoái được cùng làm bạn với chư tổ, thật là mong ruột thay. Thì quý vị thấy cái lời nhắc nhở này thật là quý giá để cho chúng ta tu. Muốn sánh vai với chư tổ thì chúng ta phải làm những cái điều ngược lại cái bệnh trên trên. Còn nếu mang cái bệnh trên trên mà đòi nghe cái chư tổ thì đó là điều không thuộc trong cái việc đó. Một pháp mới điều phục này, thì đây là mới là cái dạng mới điều phục thôi, tạm trình bày ít lời để lại cho người đầm chí hướng soi lại. Nên đây là ngài nói đến cái pháp mới điều phục, ngài tạm trình bày chút ít để người đầm chí hướng tu hành ráng soi lại cho kỹ, được vậy mới mong chẳng rơi vào không phết, chẳng rơi vào không phết. Ở trên này kẹt theo tà kiến thì pháp môn rất là may lắm, mà tôi cũng may lắm. Nếu mà người nghe đây những lời trình bày này soi lại được sáng tỏ, tu hành được tiến tới, thì như vậy mới không có rơi vào không, mà cũng không kẹt vào tà kiến. Không rơi vào không, không kẹt vào tà kiến, thì đó là cái pháp môn này rất là may lắm. Và tôi cũng may lắm, tức là ngày quán ký may lắm, bởi vì tôi đã làm được một cái việc mà giúp đỡ hay là chỉ bảo cho những người phải lạc lòng. Chỉ một vài điều phục câu này đại khái là như vậy, học giả cần biết rõ. Nói xong mới điều phục câu này, học giả cần biết rõ, nói xong. Như vậy thì với cái này chưa có nói gì tới câu ngài chỉ phát họa cho chúng ta biết, nói thẳng về mới điều phục, mình chuẩn bị điều phục đó phải có những cái tư cách như thế này.